Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay chúng mình đem đến thêm một bộ phim Thái Lan siêu hot mà siêu hấp dẫn. Đảm bảo không hay không lấy tiền luôn nhé, bộ phim Rừng Hoa Rực Lửa xin phép được bắt đầu. Ngay ở tập đầu tiên, một cảnh máu me chết chóc đã xảy ra, Bong dùng súng đe dọa Mai và ép cô phải hầu hạ mình. Để chống trả, Mai đã dùng bình hoa dần đó đập vào đầu Bong và cướp được khẩu súng tặng anh một viên đạn ngã ngựa. Quay trở về 2 năm trước, khi Bong đang là một doanh nhân vô cùng nổi tiếng, đứng trên tiền tài và danh vọng. Tin tức Bong trèo thuyền vượt vịnh thôi cũng đủ làm báo đài đưa tin rầm rộ, sức ảnh hưởng của Bong đúng là không đùa được đâu. Sau khi trèo thuyền trở về, anh được tổ chức cho riêng một buổi họp báo để bốc phét với giới truyền thông. Kết là nhân tình của Bong và cũng là cô gái luôn sát cánh bên Bong trong mọi vấn đề, giỏi giang và xinh đẹp. Mai năm ấy mới chỉ là một cô nhân viên mới đến xin việc ở tập đoàn của Bong, nhưng công ty lại lật mặt. Khi các nhân sự ứng tuyển đến nơi lại ra thông báo dừng tuyển dụng, Mai tức đến dậm chân dậm tay, cô nhất quyết hơn thua với cán bộ quản lý trong khi các cô gái khác đều biết điều quay về. Mai kiên trì ăn vạ anh quản lý, sự ồn ào của cô đã thu hút trưởng phòng pháp lý. Phi vừa nhìn cái đã ưng, cho Mai một cơ hội để phỏng vấn riêng với anh. Hỏi ra mới biết cả hai đã từng học chung trường, là đàn anh khóa trên, thấy cô gái có vẻ tha thiết với công việc này. Và lại đang sẵn thiện cảm nên Phi đồng ý tuyển dụng Mai luôn. Mai mừng rỡ đem chuyện kể cho bạn bè, nhưng bạn bè cô chẳng buồn quan tâm tới môi trường làm việc. Họ chỉ quan tâm đến hồ sơ tình ái của sếp lớn, người đàn ông có sức hút nhất bấy giờ là Bong. Mai về đến nhà vẫn chưa được yên ổn, cô sống cùng mẹ và bà ngoại. Bà ngoại lại là người truyền thống, suy nghĩ phụ nữ không cần đi làm nhiều, chỉ cần kiếm được tấm chồng tốt để yên bề gia thất. Thế nên tối ngày chỉ biết càm giảm cháu gái vô dụng mãi chẳng có thằng nào rước. Tại cuộc họp báo, Bong xem được bài đăng của vợ mình là Thin, cô kỷ niệm ngày cưới đăng nhiều clip lên mạng mà không hỏi ý kiến. Một con người bất kham như Bong rất không hài lòng về hành động này của vợ mình. Thin mang tiếng là vợ chủ tịch tập đoàn nhưng cũng chỉ đầu tắt mặt tối ở nhà nội trợ nhàm chán. Bong muốn nhân cơ hội này thăng chức cho nhân tình để dần mặt Thin. Bên này, Mai được giao nhiệm vụ kết luận các vụ án ngay trong tối nay và nhận nhiệm vụ xuống lấy cà phê cho sếp. Trên đường đi Mai va phải Thin, cô chào hỏi niềm nở thì lại nhận được sự cục cằn của Thin. Thin đang rất nóng giận sau khi biết tin chồng mình thăng chức cho Kết, còn giao cho cô ta tự tay tổ chức tiệc mừng công ty. Thin đùng đùng xong vào phòng họp, đuổi tất cả nhân viên đi và tiến lại phái Kết xe biểu. Kết cũng không phải dạng vừa, mồm mép thép nhảy không kém tí nào. Cô ta khinh thường chính thất là loại ăn hại, cách cư xử nóng vội như thế biểu hiện cho sự yếu hèn lo trắng mất chồng. Tiểu Tam thẳng mặt thách thức nhưng quả thực những điều cô ta nói không sai, cho nên Thin không cách nào đáp trả được, thế là cô đành chạy về mách mẹ chồng. Mẹ chồng lại nhắc nhở cho Thin nhớ, cô cũng không phải dạng đoàng hoàng gì, cuộc hôn nhân hiện tại với Bong con trai bà. Cũng chỉ là Thin đi cướp từ vợ cũ của nó về. Giờ có kẻ khác nhăm nhe, ai yếu thế thì là kẻ thua cuộc, các cụ vẫn có câu cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Thin không vòng vo nữa, cô thông báo cho mẹ chồng biết nếu như không đứng về phe mình thì chức vụ giám đốc tập đoàn sớm muộn cũng rơi vào tay người đàn bà tham vọng kia. Tối đó, Thin đứng trước gương một lúc lâu, mặc trên người bộ trang phục xã hội nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng. Mẹ chồng và em chồng có gọi đến mấy cũng không chịu đến tham gia buổi tiệc của chồng. Trong khi đó, cả hai đang phải căng não đối đầu với Kết. Mẹ Bong kêu Kết nên biết thân biết phận chứ cho mình đường lùi vì thú vui của đàn ông đến nhanh mà tàn cũng nhanh lắm. Kết đáp trả không chút nể nang làm bà ta tức tím mặt, cho người quay về lôi bằng được Thin đến buổi tiệc. Khi người làm vào đến phòng đã thấy Thin rạch tay tự sát. Tất cả cũng chỉ là kế hoạch cho chính Thin dựng lên, cô còn thuê cả phóng viên đến bệnh viện để Bong nhìn thấy. Vợ nhập viện cấp cứu mà chồng vẫn đến dự tiệc thành công thì hình ảnh sẽ bị suy giảm trầm trọng. Bong gọi điện cho Kết thông báo hủy bữa tiệc và tạm dừng chuyện bổ nhiệm cô lên làm giám đốc. Mất bao công sức mới mời được nhiều nhân vật tầm cỡ mà lại bị cho leo cây, đã thế quyền lực dâng đến miệng rồi còn bị đạp đổ. Kết tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không làm gì được. Cùng với đó, Thin sau khi cắt tay ăn vạ thì tình hình cũng không khá khẩm là bao. Bong chỉ đến và thông báo sẽ sớm ly hôn với cô vì đã quá nhàm chán một người phụ nữ. Ở một diễn biến khác, Mai bị Phi làm khó. Anh ta cố tình kêu cô đi xử lý công việc đến tối muộn rồi lại hẹn bàn giao công việc ở phòng riêng khách sạn. Phi còn lùa gà chuyên nghiệp đến mức bố trí vài người làm ở ngoài phòng để Mai yên tâm vào trong yên vị. Sau khi cửa đóng then cài thì cho người đuổi người làm đi và bắt đầu thực hiện hành vi đổi bại. Cũng may là Mai thân thủ cao cường, không phải người dễ bị ức hiếp. Trong lúc hoảng loạn cô dùng hết sức mình phản kháng lại Phi, đặt rồi đấm rồi ném đồ li li bỏ chạy, chạy xuống phía dưới kêu cứu với quản lý. Ai dè anh ta đe dọa đủ đường ép Mai phải quay lại phục vụ Phi nếu không sẽ bị sa thải. Mai ức quá đá cho thằng quản lý một cước vào đúng hạ bộ rồi bỏ về nhà ôm mẹ khóc nức nở. Bong sau khi phũ phàng với cả hai người phụ nữ thì lại tìm đến thú vui mới, không có thể loại nào là anh ta không chơi, ngay cả người giúp việc. Bull là giúp việc đi theo mẹ Bong, nhưng cũng tơ tưởng đến cậu chủ từ lâu, nay nhân cơ hội leo lên rừng phục vụ cậu chủ. Sau khi vui vẻ xong, Bong đưa cho Bull một cái thẻ kêu cô đi mua sắm thoải mái miễn đừng để người khác phát hiện là được. Em gái Bong là em chính là vợ của Phi, cô không hài lòng với cách cư xử của anh trai vì trông cứ như thể loại động vật ăn tạp. Bong lại lôi Phi ra để chế giễu, thằng chồng mày cũng là dạng đỉa bám chân hạc chứ có gì thanh cao. Em tức lôi đình chỉ chờ Phi về để tạt cho cốc nước vào mặt, mắng chửi xối xả, đúng là chó chui gầm trạn không dám ngẩng đầu lên để cho vợ xì vả nhục nhã. Em thông báo Bong sẽ ly dị với Thin và Phi sẽ là luật sư giúp anh vợ giải quyết vụ này em xuôi. Em không ngại chuyện vợ chồng anh ly hôn, chỉ ngại à Kết sẽ được Bong đem về nhà làm vợ.
cô ta vốn không ưa gì Kate. Mai vẫn chưa nuốt trôi cục tức bị cưỡng ép, nhưng bản thân là một luật sư, cô hiểu mình đang thiệt thòi đủ đường. Bằng chứng thì không có, hậu quả cũng không hơn nữa, gia thế của tập đoàn nhà đó cũng không phải dạng dễ động vào. Nhưng cục tức này không thể cứ thế cho trôi vào dĩ vãng. Mai quyết định đăng trạng thái ẩn danh ám chỉ việc bị sếp lớn ở tập đoàn hàng đầu xâm hại. Dòng trạng thái ngay lập tức trở thành đề tài được bàn tán xôn xao khắp nơi. Không những thế, Mai còn đến gặp tận mặt chị vợ của Phi, tức là em, để đả động đến chuyện chồng chị gạ tình em. Kết đùng đùng đến dằn mặt Phi, hóa ra Phi không chỉ giỏi bám váy vợ mà còn giỏi bám váy cả các chị đẹp khác. Kết yêu cầu Phi nhanh chóng tập trung vào chuyên môn, nếu không làm cô hài lòng thì chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi cái ghế trợ lý sớm muộn. Bong yêu chiều Kết mong cũng nguôi giận, Kết vẫn còn để bụng chuyện bị Bong cho leo cây ở buổi tiệc, hơn dỗi đòi anh bù đắp bằng cách thông báo bổ nhiệm chức vụ giám đốc mới cho cô. Trong khi đó, Thi gọi điện cầu cứu mẹ chồng nhưng bà vẫn dửng dưng không quan tâm. Nên Thi đành phải đích thân chạy đến tận nhà bố chồng để an vạ. Cô nói rằng Bong đã có người phụ nữ khác. Kết không phải dạng dễ đùa, cô ta quyến rũ chồng Thi rồi rủ rỉ đòi Bong giao cả cái ghế giám đốc cho mình. Thi nói với ông con rằng Bong đang bị mù quáng, rất có khả năng anh làm theo yêu cầu của Kết và mong bố chồng ra tay giúp đỡ. Mẹ chồng vẫn bênh vực con trai lời qua tiếng lại với con dâu, cho rằng cô đang quá kiểm soát và đòi hỏi. Ông con đau đầu quá phải lên tiếng can ngăn, ông cho rằng việc con trai ly hôn rồi lại lấy vợ khác đã xảy ra như cơm bữa. Ngấm vào máu rồi không bỏ được, chỉ riêng việc Bong tự ý cho mình cái quyền được bổ nhiệm kẻ khác lên nắm giữ vị trí quan trọng trong công ty là không được. Ra đến bên ngoài, mẹ chồng tặng cho Thi một cái bạt tai đau điếng, cô có biết là phải mất bao lâu tôi mới hại ông ta mắc bệnh để từ chức ở tập đoàn? Có biết là mẹ con tôi đã mất bao nhiêu công sức mới thu phục được các cổ đông vậy mà chỉ một lời ngu xuẩn của cô, ông già đó lại định quay lại nắm quyền lực của công ty. Thi nắm được điểm yếu của đối phương, cô đe dọa lại mẹ chồng phải giúp mình níu giữ cuộc hôn nhân, nếu không sẽ khiến bố chồng lấy lại quyền lực. Triệu tập hội đồng quản trị và loại Bong ra khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Đúng như dự đoán, ông con sau khi biết tin liền có dự tính quay lại thâu tóm quyền lực, dù biết việc đó sẽ khá khó coi và khó khăn. Người làm gợi ý một cách khác hay hơn, vừa không tốn sức mà vừa không ảnh hưởng đến hình ảnh nội bộ công ty. Đó là trông cậy vào Pha con riêng của ông con. Pha là và hiện đang là một luật sư chính trực bảo vệ cho công lý. Quay trở về với Mai, sau khi nhìn thấy bức ảnh của tên Phi đăng trên mạng cùng vợ, cô đã để lại một bình luận đầy ẩn ý bên dưới bài đăng. Ngay lập tức em đã nhìn thấy và liên lạc trực tiếp với Mai. Mai đi cùng em đến thẳng công ty để dằn mặt thằng chồng. Nhưng các bạn biết đấy, trộm cắp mất dạy thì hay hành động theo dây sợ. Đằng này Phi còn đang có vợ, có anh vợ chống lưng. Tên cấp dưới đương nhiên nghe lời cun cút, phối hợp nói dối để đổ hết lỗi cho Mai, nói Mai chính là người chủ động leo lên giường Phi. Khi Phi không đồng ý thì lại đùng đùng kêu bị cưỡng bức để ăn cướp la làng. Mai có 10 cái miệng cũng không thể minh oan cho chính mình, hơn nữa cô còn không có bằng chứng gì để chứng minh mình là người bị hại. Em không nói không rằng trừng phạt Mai bằng một cú tát lật mặt và chỉ mặt chửi rửa Mai là loại trơ trẽn thấy chồng mình dễ ăn nên tưởng hút cũng dễ, dùng cách thấp hèn để kiếm ăn. Mai ức phát khóc nhưng không làm gì được, cô hét lớn sẽ không để yên chuyện này. Mai dọa rằng sẽ đem chuyện bị ổi này tung lên mạng để rêu rao bộ mặt thật của người nhà Bong. Bong ngồi nghe mà muốn điên đầu vì mớ rắc rối. Kết đuổi theo Mai xuống dưới sảnh, cảnh cáo cô nên biết giữ mồm giữ miệng nếu còn muốn tồn tại ở thành phố này. Kết cũng hứa bưng cô rằng điều tra cho ra nhẽ chuyện này, với điều kiện Mai phải biết nghe lời. Mai giận đến điên người, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi khóc than một mình. Sau khi cảnh cáo Mai, Kết quay lại an ủi Bong. Bong đang điên đầu chuyện của em gái em rể, giờ lại biết thêm chuyện Thin đến mách lẻo với bố mình. Anh gần như sắp phát điên vì mệt mỏi với những người này. Nếu bố đã có ý định quay lại giành quyền lực thì chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến Bong bị đá văng ra khỏi công ty. Kết muốn giải tỏa căng thẳng giúp Bong bằng cách rủ anh đi uống rượu tâm sự. Ai ngờ Bong lại từ chối thẳng thừng. Kết đâm ra suy nghĩ, cô hỏi anh có thực sự yêu em không. Bong là người thông minh, nếu giờ anh trở mặt chắc chắn sẽ chỉ chịu thiệt. Bong lại cầm tay an ủi chiều chuộng Kết. Anh dùng chiêu thao túng tâm lý, nếu Kết yêu anh tin chắc chắn Kết sẽ không muốn thấy anh đau lòng mệt mỏi. Kết hãy giúp anh xử lý hết đống lộn xộn này nhé. Sau khi lừa được con gà mới, Bong gọi điện về cho mẹ. Anh muốn đưa Kết lên vị trí giám đốc để mình lùi về sau gây dựng một thế lực mới. Mẹ anh không đồng ý vì một khi Bong không nghe lời, ông chồng sẽ đem thằng con rơi về điều hành tập đoàn. Đến lúc ấy quyền lực chia đôi mẹ con anh chắc chắn chịu thiệt thòi. Nhưng Bong không quan tâm, anh cúp máy ngay lập tức. Bà tức đến nghiến răng nghiến lợi bèn giao cho Bun hẹn gặp riêng Kết để cảnh cáo. Bun làm theo lời phu nhân, hẹn riêng Kết đến để thay lời nhắc nhở, nhẹ nhàng kêu Kết nên cẩn thận vì dạo này nhiều người cũng không hài lòng với cô lắm đâu. Kết vừa nghe lời nhắc nhẹ xong ra đến ngoài, vừa ngồi lên xe đã sợ xanh mặt vì một tên lạ mặt cầm súng đe dọa. Về đến nhà gọi điện cho Bong thì lại anh lại nói sẽ quay lại với vợ để bố tạm yên lòng. Bong dự tính sẽ làm lành với Thin trong thời điểm này để tránh cô gây rắc rối và để bố không nhúng chân vào quyền lực công ty. Kết nghe vậy rất không hài lòng nhưng cũng không thể làm gì khác, đành chấp nhận tiếp tục tin tưởng vào lời hứa suông của Bong sẽ cho mình lên chức giám đốc. Bong nói chuyện điện thoại với Kết mà không hề hay biết Thin đã đứng đằng sau nghe lén từ lúc nào. Cô biết chồng quay lại yêu thương thực chất chỉ là vẻ ngoài giả tạo. Thin đau lòng khóc không thành tiếng. Bên này, sau khi tin đồn dần rộ trên mạng, Mai bị Kết đến gặp riêng, Mai vẫn giữ thái độ quả quyết cho đến khi bị Kết dọa ngược lại. Đúng là nai vẫn là nai, sói vẫn là sói, Kết rất biết cách lật ngược thế cờ. Cô lại dùng chiêu thao túng tâm lý nói với Mai,
Thằng Phi khốn nạn thế nào tôi còn biết rõ hơn cô, vì thế nếu muốn trả đũa, Mai nên làm theo lời tôi nói. Mai nghe xong cũng chịu tin, cùng kết đến phòng họp quỳ gối xin lỗi hai vợ chồng Êm và Phi. Bất ngờ cô thú nhận mọi điều mình làm đều do tên quản lý xe bảo. Mai nói đang gánh nợ cho gia đình nên quản lý sai gì cô cũng làm theo. Quản lý thực ra rất ghét Phi và Êm nên luôn tìm cách chia rẽ bọn họ nên mới thuê Mai làm việc này. Êm nghe xong liền quay ngoắt thái độ, đổ mọi tội lỗi lên đầu quản lý và yêu cầu kết xử lý hộ mình việc sa thải. Quản lý nghe bị đuổi việc sợ xanh mặt, anh ta vội vàng thú nhận mọi chuyện, đưa cả tin nhắn của mình và Phi để chứng minh rằng mình trong sạch với Kết. Kết đưa cho Êm xem đoạn tin nhắn bỉ ổi của thằng chồng, Êm tức đến điên đầu, chửi cho Phi không ngóc đầu lên được. Kết lập tức đến phòng làm việc, hất bỏ mọi đồ đạc của Phi khi anh ta phản kháng. Kết chỉ giơ một lệnh cho thôi việc ra trước mặt. Phi bị Kết đổ cả hũ kem lên đầu lên mặt mà không làm gì được. Êm muốn vớt vát chút mặt mũi cho chồng cũng không được vì đó là lệnh của bong. Xong việc, Kết muốn Mai dừng mọi việc lại nhưng Mai vẫn chưa thỏa đáng. Thứ cô muốn là tên xâm hại mình phải ngồi tù. Nhưng Kết không thể làm tổn hại đến công ty. Kết khuyên Mai thật lòng nên sống biết điều, nhất là với đàn ông, vì khi họ sơ sẩy họ còn nhiều đường lui. Còn phụ nữ thì không. Bong trở về nhà nhắc nhở Bun về việc dám động đến Kết. Anh đã biết việc Bun thuê người dọa Kết khiến Kết nổi giận đùng đùng. Bong còn dọa là Kết đã báo cảnh sát, sau khi họ tìm được hung thủ chắc chắn sẽ ngồi tù mặc công. Bun sợ quá quỳ xuống ôm chân Bong cầu xin anh nói đỡ với Kết để tha lỗi cho mình. Bong đồng ý với một điều kiện, Bun phải rời khỏi đây. Bun nước mắt ngắn nước mắt dài xách vali ra khỏi nhà trước sự thờ ơ của Bong. Mẹ Bong sau khi nghe tin còn giả vờ diễn kịch thương xót Bun dại dột. Bong xem mẹ diễn kịch đến phát ngấy, anh thẳng thừng vạch trần bà và yêu cầu đừng làm những chuyện nhố nhăng ấy với Kết nữa vì nó chẳng có tác dụng gì cả. Kết là người tài giỏi lại có bản lĩnh nên bà chắc chắn chỉ có thua thiệt chứ không có chuyện thắng. Dù sao cũng phải công nhận Kết có bản lĩnh thực sự, thân là tiểu tam nhưng đường đường chính chính đến phim trường gặp riêng chính thất. Thiên đang quay phim dở, quên chưa gỡ mic nên bị người trong đoàn phim nghe thấy hết cuộc trò chuyện. Kết nhắc nhở Thiên nên biết suy nghĩ thấu đáo, những việc cô làm không chỉ ảnh hưởng đến tình địch mà còn ngáng cả đường công danh sự nghiệp của Bong. Nói có sách mách có chứng, Kết gọi điện ngay cho Bong để Thiên hiểu rõ tình hình, cuộc điện thoại đầy hối lỗi của Bong. Anh xin lỗi Kết vì mẹ anh đã làm ra những chuyện không hay với cô và muốn gặp riêng Kết để xin lỗi bù đắp. Thiên nghe xong thì tức nghiến răng nghiến lợi nhìn Kết hiên ngang bỏ đi, phát hiện ra cái mic còn chưa tắt, Thiên gần như tức đến xanh cả mặt mày. Tối về ăn chung mâm với chồng mà Bong cứ lạnh nhạt không thèm nói chuyện, khi Thiên muốn nói thì Bong chỉ chặn họng thông báo tuần sau anh đi công tác rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, Mai đến công ty nhận tiền đền bù, Kết không biết phía nhân sự chỉ bồi thường cho Mai số tiền ít ỏi như thế. Nhưng Mai không muốn đòi hỏi thêm, lúc định rời đi thì Kết nếu lại muốn uống cùng nhau tách cà phê. Uống cà phê mà được tặng cho cả cái túi Chanel bản giới hạn, xong còn được bonus thêm cả cái thẻ đen thế này thì ai mà chẳng thích. Đây là quà xin lỗi cũng là quà làm quen của Kết dành cho Mai. Kết khuyên Mai nên quay lại làm việc vì dù sao Phi cũng bị tống cổ khỏi tập đoàn rồi. Và lý do lớn nhất đó là quay lại để đối diện với nỗi lo của chính mình. Mai không nên để cuộc sống của mình rơi vào khó khăn chỉ vì một thằng đàn ông hèn nhát như thế. Mai nghe vậy cũng thấy có lý, đành chấp nhận thuận theo ý của Kết. Bên này, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nam chính vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Bong không chịu ngủ chung giường với Thìn. Thậm chí anh còn thẳng thừng nói hai người đang chung sống chỉ là dựa vào trách nhiệm chứ thực chất anh đã chán ngán cô từ lâu rồi. Thìn giận đùng đùng ném chăn ném gối chút giận lên Bong nhưng anh chẳng thèm quan tâm. Sáng hôm sau, trong cuộc họp báo, Bong thông báo trước toàn bộ báo giới truyền thông về dự án mới cũng như vị trí bổ nhiệm mới dành cho Kết. Kết sẽ đảm nhận chức vụ chủ tịch chiến lược kinh doanh phát triển và kiêm cả phát ngôn viên của dự án mới. Sau khi kết thúc họp báo, Bong hết lời khen ngợi nhân tình, Kết có hỏi anh đã nghe được tin tức gì của em trai cùng cha khác mẹ chưa. Pha hiện giờ đang là luật sư mới nổi đăng lên, được các chương trình hết sức chào đón. Lúc ở nhà đài suýt nữa thì Pha đụng mặt Thiên, đến lúc đi lấy xe, lại bị đám người đến úp giọt vào trong xe. Hóa ra là bà, mẹ Pha, vì thằng con trai trời đánh thích làm luật sư từ thiện không chịu về gặp bố mẹ nên bà mới phải cho người bắt cóc Pha về gặp mặt bố. Kết nhận được thông báo hủy buổi họp dự án ở công ty vì tất cả các cổ đông đều được ông con triệu tập đến nhà riêng. Kết đem chuyện đến nói với Bong thì biết ông con mời cả cô cả anh đến nhà riêng. Nhưng Bong nghĩ Kết không nên đến vẫn hơn vì họ còn chẳng biết mục đích của cuộc hẹn là xấu hay tốt. Kết đành nghe lời, dù sao thì tối nay cô cũng có chuyến công tác xa. Đến bữa tiệc, ông con mời tất cả mọi người dùng bữa. Trong bữa ăn ông con lên tiếng phản đối dự án mà Bong đang muốn làm. Ông cho rằng tình hình kinh tế hiện tại và xu hướng phát triển không nên đánh vào các đô thị xa hoa, tập đoàn vẫn nên mở rộng các chuỗi siêu thị tiện lợi thì hơn. Bong nghe đến đây đứng ngồi không yên, anh tìm mọi lý lẽ phản bác lại cha mình. Ông con không muốn để tâm nhiều đến thằng con bất hiếu bèn hỏi ý kiến các cổ động về việc bổ nhiệm Pha lên làm chức vụ quản lý công ty. Đến khi tiễn hết khách ra về, cả gia đình mới ngồi lại với nhau. Bong hỗn sực dùng giọng điệu nhạo báng sỉ nhục hai mẹ con Pha đỉa bám chân hạc. Ông con không đồng ý với dự án của con trai lớn ông còn chưa phế chức của Bong là may rồi. Ông con yêu cầu Bong mau chóng chứng minh thực lực của mình bằng không tập đoàn sẽ phải giao cho người khác kế thừa. Người khác ở đây chính là Pha, nhưng Pha lại kịch liệt phản đối, dù thế nào đi chăng nữa cũng không nhận một đồng tiền hay một chức vụ gì trong gia tộc. Nói rồi Pha đùng đùng bỏ đi, bà phải cật lực đuổi theo. Muốn thuyết phục con trai ngoan ngoãn nghe lời một chút mà thằng bé nhất định không nghe Pha thì sẽ không bao giờ quay lại cái nhà này dù cho mẹ có nói gì đi chăng nữa.
Bên này, Kết gọi điện hỏi Bong tình hình ở nhà và biết tin ông con cố tình muốn gây khó dễ cho dự án mới. Cô lo lắng bỏ cả chuyến bay chuẩn bị cất cánh để chạy đến xem tình hình của Bong. Thế mà Bong lại đang mải mê giải trí với Bun ở khách sạn, họ nhận được thông báo Kết đang trên đường lên phòng nghỉ. Bong đành gác lại cuộc vui, kêu Kết ở yên trong phòng tắm để mình ra ngoài, khôi phục lại vẻ mệt mỏi để lừa Kết. Lúc Kết sắp đi, Bun ở trong cố tình làm rơi lọ hoa gây tiếng động. Kết nghe vậy liền hiểu lý do tại sao Bong cứ một mực đuổi mình về. Cô rất thất vọng vì bị Bong lừa dối. Đúng lúc này Bun lại cố tình quấn khăn tắm đi ra xin lỗi Kết. Bộ dạng đáng thương của Bun làm Kết vô tình trở thành kẻ xấu. Bong không ngờ Kết lại ăn nói thô thiển vô học như vậy nên to tiếng đuổi Kết ra khỏi phòng. Kết thông minh hiểu rằng nếu ở lại chỉ rước nhục vào thân nên chọn rời đi. Cô nhắn tin cho Tin thông báo về việc Bong còn ngoại tình với cả người hầu trong nhà. Tin mặt biến sắc nhưng cũng không còn cư xử nóng vội như mọi lần. Tin hẹn gặp riêng Pha, mối quan hệ của hai người họ khá thân tình. Pha vẫn không hiểu nổi mẹ mình và chị Tin. Tại sao có thể đánh đổi cả hạnh phúc chấp nhận hy sinh vì một người đàn ông không xứng đáng? Sau khi nghe Pha nói chuyện, Tin đã quyết định buông bỏ mối quan hệ độc hại này với chồng. Sáng hôm sau, Pha đi cùng Tin đến gặp Kết và Bong trên cương vị là luật sư giải quyết ly hôn. Pha giúp Tin đưa ra điều kiện bồi thường cho ly hôn là cổ phần tập đoàn, tiền mặt và cả những giá trị đất đai của gia tộc. Biết Bong sẽ không bao giờ đồng ý với điều khoản của mình, Tin mạnh dạn thách thức. Nếu không chịu thì cô sẽ kiện cả hai người với tội danh ngoại tình. Kết muốn liên lạc với Bong để giải quyết chuyện công ty mà anh vẫn đang bù khú với thú vui đêm ngày. Bun lấy điện thoại của Bong để bắt máy thách thức Kết. Tình thế rất cấp bách nên Kết phải vấp mặt đến nhờ phu nhân. Ban đầu bà ta vẫn tỏ thái độ trịnh thượng không cần. Nhưng về sau nghe Kết nói tình hình của khách sạn đang căng thẳng mà thằng con trai trời đánh chỉ tối ngày quấn quýt lấy con người hầu. Phu nhân quyết định cùng Kết đến dàn mặt Bun. Bà thẳng tay tát cho Bun một cú trời giáng và đuổi cả hai ra ngoài. Con bà để bà dạy. Kết gọi Bun lại nhắc nhở lần cuối nếu không biết điều thì có ngày khóc không ra nước mắt. Bun càng ngày càng ngạo mạn. Cô ta chỉ thẳng mặt Kết dù tao có thấp kém đến mấy thì cũng vẫn chung chồng với mày nên đừng có tỏ vẻ cao quý hơn nhau. Kết giơ tay định đánh nhưng Bun đã nhanh tay đỡ được. Không chỉ có thế Bun còn lớn tiếng dọa nạt sẽ cho người khử Kết. Bố mày lại sợ quá cơ. Đúng là tôi với cô chung chồng nhưng chỉ cần Bong ly hôn xong. Một câu là anh ấy sẵn sàng đăng ký kết hôn với tôi còn cô thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là vợ lẽ. Phía bên trong, phu nhân thẳng tay tạt cho thằng con trai Quý Hóa một gáo nước lạnh. Thấy Bong có vẻ chùn bước trên con đường tranh giành quyền lực, phu nhân ngon ngọt dụ dỗ. Bố mày sắp mèo rồi chỉ cần cố thêm chút nữa, cứ mắt đứt tai ngơ một thời gian nữa. Kiểu gì tiền và quyền cũng là của mẹ con mình. Hơn nữa giờ còn có thêm một đối thủ nặng ký là Pha, nếu cứ sơ hở kiểu gì cũng bị nó hất tay trên. Bong không muốn để tâm đến thằng nhà quê ấy nhưng khi nghe mẹ nói Pha là bạn đồng môn với con trai công ty đối thủ, Bong lập tức thay đổi thái độ, nghe lời mẹ nhắm đến Pha. Pha nghe tin phàn nàn về việc Bong suốt ngày bám lấy Bun không chịu làm việc ở công ty bèn gọi thẳng cho Bong muốn hẹn gặp mặt. Ở một diễn biến khác, Kết sững sờ khi chồng cũ của cô đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc. Na Dong là chồng cũ của Kết, cũng là một tội nhân bị truy nã suốt 5 năm giờ quay trở về gặp lại vợ cũ. Anh ta muốn nối lại tình xưa với Kết. Chỉ cần theo anh em sẽ được làm vợ cả có tiền tiêu có người bầu bạn việc gì phải hạ mình hầu hạ một thằng công tử bột. Kết tức quá giáng cho Na Dong một cú tát và đuổi anh ta đi. Na Dong không giận, anh để lại một chiếc chìa khóa xe hơi nói là tặng Kết tiêu tiền hộ. Na Dong nắm cằm Kết thề rằng rồi sẽ có một ngày anh khiến cô phải nhục nhã quay về cầu xin anh tha thứ. Quay trở lại cuộc gặp mặt thân tình của bốn nhân vật, Tin cho Kết và Bong hai lựa chọn. Một là chia tài sản theo ý cô, hai là gặp nhau tại tòa. Tin cùng Pha khẳng định có trong tay vô số bằng chứng ngoại tình của cả hai. Sau khi bị hù cho một vố sợ xanh mặt, Kết vội gây áp lực cho Bong vì quả thực cô sợ bị kiện. Bong đau hết cả đầu vì suốt ngày phải đi giải quyết mấy chuyện liên quan đến đàn bà. Anh chẳng thèm để tâm Kết đuổi cô ra khỏi phòng. Kết về phòng làm việc, tức đến dậm chân dậm tay vùng vằng ném đồ đạc khắp nơi. Bên này, sau khi thể hiện thái độ cứng rắn, Tin vẫn lo lắng không biết mình có thắng nổi hai con người xảo quyệt như thế kia không. Pha động viên cô hãy cố gắng vì những bước đầu bao giờ cũng khó khăn nhưng anh tin rằng mọi chuyện đang đi theo hướng đúng đắn. Bong đem một mớ hỗn độn về báo cáo với bố. Ông con không hài lòng gọi Bong là thằng ăn hại. Nếu không phải vì ân nghĩa cũ của ông thì anh còn lâu mới trụ được ở vị trí này lâu như vậy. Ông con đã hết kiên nhẫn, quyết định sẽ sa thải Bong khỏi vị trí chủ tịch. Bong nghe xong như sét đánh ngang tai, nhất quyết không chịu. Anh nằng nặc lôi kéo bố mong ông thay đổi suy nghĩ. Trong lúc rằng cô không may ông con trượt chân ngã xuống cầu thang phải vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Pha và mẹ có mặt túc trực ở cửa phòng mổ lo lắng như ngồi trên đống lửa. Trong khi đó bà cả và con trai vẫn còn đang mở cuộc họp cổ đông, nhân cơ hội chủ tịch cấp cứu để thâu tóm quyền lực, phủ đầu truyền thông. Bong và phu nhân muốn nhung tay vào chuyện này nhưng các lãnh đạo lại thông báo việc cắt chức cậu Bong đã có hiệu lực trước khi chủ tịch xảy ra chuyện. Phu nhân thấy thế liền đòi bằng chứng, nếu chưa có giấy tờ quyết định gì thì bà vẫn sẽ duy trì chức vụ chủ tịch trong khi ông con hồi phục hoàn toàn. Đương nhiên Bong vẫn sẽ được mẹ giao cho đảm nhận chức vụ giám đốc trong thời gian này. Nam chính gần như phát rồ phát dại khi liên tiếp những chuyện xui xẻo xảy đến, lúc định ra về thì Bun lại xuất hiện. Cô ta quan tâm ân cần cầm tay Bong hỏi han lo lắng. Tất cả cảnh này đã được Tin bắt lặp tại trận. Ở một diễn biến khác, Kết quyết định đến tìm gặp Na Dong khi anh ta đang tổ chức bữa tiệc thác loạn bên các người đẹp. Cô có một đề xuất nho nhỏ, muốn phối hợp cùng chồng cũ thực hiện một kế hoạch thâu tóm cả tập đoàn của gia đình Bong nếu như anh ta có ý định ăn cháo đa bát. Bên này, vì không muốn ngồi yên khi gia đình gặp nạn, bố thì dù sao cũng là bố,
ông đang nằm phòng cấp cứu không biết sống chết. Và lại mẹ cũng hết lời khuyên ngăn, và đồng ý sẽ giúp tập đoàn đàm phán với đối tác để hợp tác phát triển. Con trai của chủ tịch tập đoàn đối tác tên là Dean, Dean là bạn học cũ và có mối quan hệ khá thân thiết với Pha. Khi hẹn gặp nhau, cả hai cùng có chung suy nghĩ sẽ không tiếp quản công ty gia đình. Nhưng nghiệp nó vận vào người vẫn phải gánh thôi. Dean không chắc có thể thương lượng chuyện hợp tác vì bố của cả hai từ xưa đã luôn đối đầu với nhau. Một rừng không thể có hai hổ, tỷ lệ hợp tác gần như là không có. Nhưng với tài đàm phán của mình, Pha đã giúp Dean thông não hơn trong vấn đề tiếp quản và bắt tay để cùng lớn mạnh. Cơ hội có nhiều nhưng bắt được những cơ hội tầm cỡ không phải là chuyện dễ xơi. Sau đó, Pha đem tình hình đi kể với Bong, anh nói sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt cho Dean và Bong. Tình hình sau đó có khả quan hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tài lãnh đạo của Bong. Pha cũng nói luôn anh không có ý định tranh công cướp việc của ai, người nào có năng lực tự khắc sẽ có chỗ đứng. Bong không tin Pha chỉ có ý tốt với mình nên Pha đành đòi hỏi thêm một điều kiện nữa. Đó là Bong phải ly hôn và bồi thường thiệt hại cho chị Tin trong êm đẹp. Một chút lợi ích về kinh tế để đổi lại cả cơ ngơi đang phất. Đương nhiên Bong là người làm ăn, ở đâu có lời là ở đó có mặt anh. Kết gặp Bong ở bệnh viện, cô muốn nói chuyện riêng. Sau khi biết Bong chấp nhận bỏ ra một khoản lớn để bồi thường ly hôn với Tin, kết đòi anh bồi thường cho cả mình. Dù sao thì dự án ban đầu đã đổ bể. Sau khi ly hôn, cô muốn Bong lập tức đi đăng ký kết hôn với mình để lấy đó là cớ cho cô tiếp tục tin tưởng và cống hiến. Thái độ của Bong đột nhiên thay đổi trần trừ như vậy đủ để người tinh ý như kết hiểu thành ý của anh đến đâu. Trong khi Pha giúp Bong rất nhiều trong vụ đàm phán sáp nhập với công ty đối thủ thì Kết đã ra lệnh cho Na Song thu mua hết cổ phần của vợ cũ của Bong. Cô cũng có ý định thu mua thêm cổ phần của nhiều người khác nữa với tham vọng lật đổ kẻ nào dám phản bội mình. Mai sau khi hồi tâm chuyển ý quyết định sẽ quay lại công ty làm việc theo lời Kết. Cô tự tin sải bước đến văn phòng làm việc ban đầu còn tưởng hai hàng nhân viên cùng hoa và pháo để chào đón mình. Ai dè là tưởng bở, mọi người đang chào đón Pha. Thái độ của Pha lại rất khó chịu, anh không thích màu mè, chào đón bằng kết quả công việc vẫn hơn là bằng cách nhố nhăng này. Nói rồi đưa lại bó hoa cho Mai vì bị dị ứng phấn hoa. Mai ngay từ lần đầu gặp đã thấy Pha quá cứng rắn và máy móc. Sau khi vào chào hỏi Kết, Kết khen ngợi và chào đón đồng thời cũng hứa hẹn nhiều điều nếu như Mai ngoan ngoãn biết nghe lời. Mai có thời gian lên mạng tìm thông tin về Pha, trông cũng đẹp trai tài giỏi mỗi tội tính tình hơi hãm. Ngay buổi họp mặt nhân viên đầu tiên mà Pha đã chê thẳng thừng cách làm việc của họ thiếu chuyên nghiệp và không có hy vọng tiến triển. Cũng ngay tại buổi họp đầu tiên này mà Mai đã đến muộn, Pha rất phản cảm với sự chậm trễ của cô nhưng cũng không muốn chê trách trước mặt mọi người. Anh tiếp tục phân công việc cho tất cả mọi người trừ Mai. Đến cuối buổi, Mai chủ động nhận lỗi và nói mình vẫn chưa được phân nhiệm vụ gì. Pha vốn khó chịu, kêu cô đi chạy việc vặt cho nhân viên khác vì trông thiếu chuyên nghiệp như người vừa mới tốt nghiệp ra trường đang đi học việc. Mai hậm hực quay về bàn làm việc thì nhận được cuộc điện thoại mắng chửi xối xả của em. Em ghét Mai vì cô đã làm to chuyện, khiến mọi người bàn tán xôn xao rằng em là con ngu, bị chồng cấm sừng. Cô ta yêu cầu Mai phải giữ kín chuyện này nếu không sẽ cản trở gây khó dễ trong công ty. Mai quay lại và lợi hại hơn xưa, nhưng vẫn giữ đúng sự ngạo mạn ương bướng của mình. Lôi Kết ra làm bia đỡ đạn. Mai hiên ngang ngắt điện thoại của em gái giám đốc rồi vào phòng tâm sự riêng với Kết. Kết quan tâm tình hình công việc, Mai thành thật về sự khó ở của Pha khiến cô rất khó chịu. Kết lại nói vẻ bề ngoài không nói nên được điều gì hết, thằng trông tử tế chưa chắc đã tử tế, thằng trông hồ báo chưa chắc đã là người xấu. Mai ngẫm nghĩ cũng thấy đúng. Đặc biệt là sau khi nghe Pha chính là con trai út của chủ tịch, nụ cười cợt nhả ban nãy thành méo mó. Kết muốn Mai làm việc cho mình, theo dõi nhất cử nhất động của Pha trong cuộc ly hôn của Bong và Tin do anh ta phụ trách. Mai học luật chứ không phải chuyên ngành thám tử. Nhưng giờ muốn từ chối cũng khó vì dù sao muốn tồn tại ở công ty cô vẫn phải dựa vào Kết. Phu nhân và Bong đang đau đầu khi nghe tin cổ phần của tập đoàn đang bị bán ra ngoài bởi một thế lực nào đó. Cindy là vợ cũ của Bong cũng đã bán sạch cổ phần của mình. Điều này đồng nghĩa với việc có kẻ đang âm mưu thâu tóm tất cả. Giải pháp được đặt ra là thu mua nhanh chóng tất cả số cổ phần còn lại của các cổ đông lớn, nhưng ngân sách có hạn. Ở thời điểm khó khăn này, Bong rất khó để làm được việc ấy. Phu nhân nhắc nhở con trai nên đề phòng với cả Kết và Pha, những kẻ đâm sau lưng thường đội lốt người tử tế. Mai đang làm đúng những gì được Kết chỉ phân cho, bám sát nhất cử nhất động của sếp mình. Khi Pha lái xe đến ăn trưa cùng Tin, Mai cũng trèo lên nhờ anh xe ôm đuổi theo. Cô chọn ngồi một bàn gần với bàn của đối phương, lén nghe trộm cuộc nói chuyện. Pha động viên Tin về chuyện ly hôn, anh cũng muốn Tin giảm bớt tiền bồi thường vì tình trạng của Bong đang khó khăn. Nhưng Tin không muốn, khi Bong đang vui vẻ tận hưởng tự do khoái lạc với những người phụ nữ khác thì cô lại phải ngậm ngùi cầm đống tiền thừa trong thất bại. Pha không biết nên làm sao, nói gì để thuyết phục Tin, anh thở dài ngao ngán thì ánh mắt lại va phải bàn bên cạnh. Mai đã bị phát hiện, sau khi Tin rời đi, Pha đến thẳng bàn của Mai vạch trần cô. Mai cũng bất lực đành phải khai thật mình theo dõi sếp là do cô Kết sai bảo, thậm chí cô còn nhanh nhẹn gợi ý một phương án để đôi bên cùng có lợi. Anh cho tôi ít thông tin để lập công, đổi lại muốn giữ bí mật gì tôi sẽ giữ. Pha ra vẻ không dễ thương lượng, Mai lại đề xuất cô có thể làm gián điệp hai mang. Dù sao thì cũng phải lấy lòng con trai chủ tịch kẻo về sau khó sống ở đất này nên Mai cứ bám lấy Pha nhất quyết không buông. Bun đã có một cuộc họp riêng với hội chị em, cô ta bắt đầu bộc lộ tham vọng và bản chất hám tiền của mình. Bun cùng hội bạn tính sẽ làm mọi cách để mang thai con của Bong, dù sao thì anh cũng sắp ly hôn vợ. Vị trí phu nhân chủ tịch có khả năng cũng dành phần cho Bun nếu cô mang được cốt nhục của Bong trong người.
Boon đến tìm Thin, mục đích là muốn kích động Thin khiến Thin thay mình ra tay với Arquette. Cô ta cố tình đánh vào tâm lý dễ bị kích động của Thin khi liên tục đề cập đến quyền hạn và vị trí của Arquette trong công ty cũng như trong lòng Bong. Thin nắm chặt tay tức mà chỉ biết trợn tròn mắt lườm Whip Boon. Phía bên này, Pha đang muốn bảo lãnh một người nhưng đại tá lại ây khó dễ. Mai thấy vậy xông vào cãi nhau tay đôi với vị đại tá về thẩm quyền, luật lệ của cán bộ, nào là cảnh sát không có quyền giữ người nếu chưa đủ bằng chứng. Cho đến chuyện livestream trước bàn dân thiên hạ, Pha muốn nói chuyện tử tế. Vị đại tá bị ầm ĩ một phen cũng choáng váng trước độ mồm mép của Mai, anh ta đành phải đồng ý thuận theo ý Pha. Ra bên ngoài, Pha mua cho Mai một chai nước coi như khen thưởng nhưng anh vẫn nhắc nhở cô không nên xô xát làm gì. Vì dù sao cảnh sát ở đây cũng không phải có ý xấu, chỉ là hơi cứng nhắc, cũng giống như cô, người gì mà mồm miệng thốt ra toàn lời khó nghe, đã thế lại vụng về hậu động. Mai thú thật với Pha rằng cô sắp thi chứng chỉ luật sư, đến công ty cũng là vì muốn học hỏi thêm nhiều điều để có kinh nghiệm. Thế mà suốt ngày bị sai đi mua cà phê, chuyện quan trọng được giao cũng chỉ là đi nghe lén bí mật của người khác. Pha thấy thái độ thành khẩn của Mai, hơn nữa cảm thấy chuyên môn của cô cũng không tồi, liền đồng ý giao kèo, cô về làm việc cho tôi và chỉ được khai với kết những gì tôi đã cho phép. Chốt được quả kèo này làm Mai vui sướng cười tít cả mắt, cuối cùng cũng có chút thiện cảm với anh sếp đẹp trai. Nhưng mà anh đẹp trai vẫn không chịu ga lăng lắm nhé, lại để con gái nhà người ta ở lại tự túc đi bộ về. Phía bên này, Bong vừa trở về căn hộ có Boon thì Thin gọi đến nói chuyện ly hôn, bố đang nằm bệnh viện, công ty thì gặp đủ thứ chuyện trên đời. Bong đâm ra gắt gỏng, Thin càng muốn giải quyết nhanh chóng cuộc hôn nhân hụt ngạt này. Bong được Boon rót rượu massage cho đỡ căng thẳng, trong đầu anh đang toan tính một kế hoạch khác. Biết Pha si mê Thin như điếu đổ, nếu muốn nó từ bỏ chức vụ trong tập đoàn, chỉ cần dâng Thin lên tận giường là coi như xong. Trong khi đó, Boon cũng đang âm thầm thực hiện kế hoạch úp sọt Bong của mình. Còn tình nhân ngọt ngào nằm chung bồn tắm, sự quyến rũ và tâm địa của Boon có khi nào lại răng bẫy thành công một con mồi khét tiếng làng chơi như Bong. Phu nhân chỉ đến nhìn xem chồng chất chưa rồi lại ngoảnh đít bỏ về, bà Linh muốn nói chuyện riêng với vợ cả. Hai người phụ nữ, một cả một lẽ đối mặt với nhau, bà cả thì sợ mẹ con bà lẽ toan tính độc địa, còn bà lẽ chỉ sợ con mình bị bắt nạt để đầu cưỡi cổ. Khi bà Linh muốn giảng hòa, thiện chí sẵn sàng giúp đỡ nếu phu nhân cần thì đối phương lại rất kênh kiệu chế nhạo sự tốt bụng của bà. Phía bên này, Kết đang dần mất sự tin tưởng của Na Dong sau khi anh ta biết cổ phần đã bị hớt tay trên. Mẹ con nhà Bong đã thu mua gần hết cổ phần có giá trị của các cổ đông lớn nhất. Na Dong cảm thấy mình như con thiêu thân lao vào chỗ chiến trường ngu xuẩn nhưng Kết chỉ nói giờ đã là người chung hội cùng thuyền. Nếu không tin tưởng thì chết tự đi mà chịu. Chính Bong cũng khó tin không hiểu vì sao mẹ mình lại có nhiều tiền để mua cổ phần như vậy. Hóa ra mang tiếng phu nhân mà vẫn phải đi vay tiền vợ bé của chồng. Bà Linh chính là người cho tình địch vay tiền vì nghĩ sẽ giúp ích cho cơ ngơi của gia đình lúc khó khăn. Mang ơn nhưng phu nhân vẫn rất chảnh chó chọc ngoái đá, đều bà Linh đừng cho rằng mình có quyền mà làm giá. Mai đi làm vô tình nghe được đồng nghiệp bàn tán sau lưng chuyện bị tên phi suýt cưỡng hiếp. Cô vừa thẹn vừa ức chạy vào phòng Kết, ban đầu là định báo cáo tình hình nhiệm vụ đã lấy được lòng Pha, thâm nhập vào nội bộ. Mai hứa sẽ moi móc đủ thông tin để mang về báo cáo Kết. Kết đang đau đầu chuyện với Na Dong thì nghe xong cũng cảm thấy tạm yên tâm. Mai có thêm điều kiện mới, Kết sẽ phải giúp Mai trong vụ kiện sắp tới, là vụ kiện khiến Phi ra tòa. Tuy là Kết đang rất cáu và cảm thấy Mai đang đe dọa mình nhưng vì không muốn lằng nhằng cô đã đồng ý. Lúc Mai đi cùng Pha đến nhà để giải quyết cuộc đàm phán ly hôn của vợ chồng Bong. Bong nhận ra Mai, anh có lời xin lỗi vì chuyện lần trước đồng thời khen ngợi vẻ bề ngoài xinh đẹp của Mai. Pha hiểu ngay ra vấn đề, muốn nhắc nhở Bong rằng Mai là nhân viên công ty không nên đi quá giới hạn. Nhưng Bong chẳng thèm để ý, vẫn cứ nhiệt tình thả thính Mai. Khi hai vợ chồng và luật sư làm việc mà Bong vẫn cứ nhiệt tình quan tâm đến Mai. Xếp chỗ cho cô ngồi rồi niềm nở hào phóng. Mai không quên nhiệm vụ gián điệp hai mang, bấm gọi điện thoại cho Kết nghe lén cuộc nói chuyện của vợ chồng nam chính. Thiên đồng ý giảm tiền bồi thường xuống còn 100 triệu bạc Thái, cô cũng từ bỏ hết những khoản đất đai cổ phần trước đó đã yêu cầu với Bong. Đổi lại, Bong phải sa thải Kết, không cho cô ta bất cứ quyền hạn nào trong tập đoàn. Nếu đồng ý thì Thiên sẽ lập tức ký vào giấy ly hôn. Lời đề nghị này của Thiên còn khó tin hơn cả lời đề nghị chia tài sản trước đó. Pha bất ngờ, Bong bất lực còn Kết cũng bất an. Lòng dạ đàn bà đúng là khó đoán, Thiên chấp nhận thua tình trường nhưng nhất định không chịu thua thương trường. Bong cảm thấy rất nực cười với lời đề nghị đầy vô lý của Thiên. Anh nổi đá chỉ thẳng mặt Thin cô không có quyền ra lệnh cho chủ. Kẻ tám lạng người nửa cân không ai chịu ai, Bong bị thách thức giới hạn, anh quyết định chơi bài giỏ. Không ly hôn thì thôi, cô cứ việc ở lại trong lồng sắt làm con chim đáng thương đi. Pha thấy tình hình căng thẳng bèn kêu Mai về trước, Mai ra ngoài ngắt điện thoại với Kết. Kết nghiến răng nghiến lợi vì bị chơi đều, cô kêu cấp dưới tìm ngay cho mình một trang tin giải trí thật nổi tiếng để trả đũa. Vợ chồng không hòa giải được, Bong đùng đùng bỏ đi, Pha đuổi theo muốn anh trai bình tĩnh để cùng giải quyết nhưng Bong không chịu. Anh ta thậm chí còn lên giọng nhường Thin cho Pha. Thích thì lôi lên giường mà chiến, anh mày chán rồi. Thái độ coi thường của Bong làm Pha tức giận, anh túm lấy cổ áo Bong, nếu không có Thin chạy ra kịp thì huynh đệ lại tương tàn lẫn nhau. Bong nhận được điện thoại của mẹ thông báo bố đã tỉnh liền rời đi. Pha vạch trần Thin thật ra cô không phải không muốn ly hôn mà chính là vẫn còn lưu luyến với Bong cho nên mới cố tình gây khó dễ như vậy. Thẹn quá hóa giận, Thin thẳng tay tát cho Pha một cái vào mặt, Pha đau đớn bỏ lại một câu xin lỗi rồi quay người rời đi. Xin lỗi vì vẫn còn yêu chị. Trong khi đó,
Mai đang đi bộ ra bến xe buýt thì con xe thể thao màu đỏ bóng bẩy dừng trước mặt cô. Bóng mời Mai lên xe để anh đích thân đưa cô về. Con gái ai mà cưỡng lại được cái mồm dẻo cùng con xe tranh xả thế này cơ chứ. Lên xe mới biết tài bốc phét của Bong đã lên một tầm cao mới. Hai người cứ vừa đi vừa tán gẫu triết lý về cuộc sống nhân sinh. Bong hỏi Mai với tư cách một luật sư tương lai, cô đánh giá như nào về kết quả sắp tới của cuộc hôn nhân giữa anh và Thìn. Mai cũng thật thà khuyên hai người nên thỏa thuận và kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp, không nên để đến lúc phải ra tòa tranh chấp thì đôi bên cùng thiệt. Với cô, chuyện yêu đương không nên miễn cưỡng, nếu hết yêu hãy ra đi văn minh và hòa bình. Bong thực sự thấy hứng thú với cô nhân viên phòng dân sự, nhưng nhiệm vụ lấy lòng bố vẫn phải đặt lên trên cả gái đẹp. Nam chính ra vẻ tất tả chạy đến quan tâm bố, nhưng lời nói sau cùng vẫn chỉ chăm chăm vào khoe thành tích. Ông con mỉm cười khen con trai giỏi giang, kêu con cứ yên tâm quay lại lãnh đạo công ty, bố đã lo liệu hết mọi kế hoạch cho con trai. Đáng nhẽ Bong nghe xong phải vui mừng nhưng lần này anh cười không nổi, vì câu cuối cùng ông con lại gọi tên Pha. Bong đùng đùng bỏ đi, phu nhân phải vất vả lắm mới định hình lại cơn giận của con trai. Điều Bong nên quan tâm nhất lúc này không phải là Pha, mà chính là người anh tin tưởng nhất, A Kết. Na Dong đang rất nóng ruột sau khi biết đề nghị của vợ chồng Bong, việc anh ta có đuổi việc kết hay không chưa ai có thể nói chắc. Na Dong đã đổ cả bạc triệu vào vụ này không thể để mất trắng, anh ta gây sức ép cho Kết. Thứ hắn có trong tay là sự thật về con người và nhân cách của Kết, chỉ cần kèo này đổ thì coi như cô cũng xong chuyện. Tiền tài, danh vọng, địa vị Kết vất vả tích lũy cả đời e rằng khó mà giữ được mãi. Kết chỉ biết nắm tay thành quyền, trở về nhà liền bị Bong ngồi sẵn trong phòng làm cho giật nề người. Hóa ra chính anh là người đứng sau mọi chuyện. Bong là người kêu Kết dùng nhan sắc lợi dụng sự si mê của Na xong để dụ hắn mua cổ phần của vợ cũ. Anh cũng cố tình để mẹ mình tự đi thu mua hết các cổ đông lớn. Nếu dùng cổ phần của mình cộng với số của phu nhân và thuyết phục được cả Na Dong đứng về phía họ thì coi như không sợ bố con thằng nào hết. Nhất là ông con sẽ không phải là người đứng đầu trong tập đoàn nữa, mối đe dọa lớn nhất sẽ tạm được xử lý. Kết nghe Bong dỗ ngon dỗ ngọt, chui vào lòng anh ta tình nguyện hy sinh. Pha sau khi ăn một cú tát cả Thìn liền chạy đến quán rượu một mình giải sầu. Bà Lin biết thì con trai mình cứ dính líu lấy cuộc hôn nhân của Bong thì không hài lòng gọi điện trách móc. Pha đau đầu không biết nên chọn con tin hay lý trí vì thực sự anh vẫn còn yêu Thìn. Nhớ lại những lời Thìn từng từ chối, Thìn nói rằng cô chỉ yêu một mình Bong. Pha không khỏi đau lòng và bất lực. Bên này, Bong cũng đạt được mục đích, hai vạch đỏ chót cô muốn để dành đặc biệt cho Bong khi anh trở về. Bong còn đang bận đàm đạo với mẹ, nếu phu nhân không đồng ý giúp đỡ để Bong bắt tay với Kết lật đổ bố, thì anh sẽ bán hết cổ phần cho người ngoài, không thèm tranh chấp gì nữa. Thái độ của con trai đột nhiên thay đổi, phu nhân lấy làm tức giận đến tận công ty tìm gặp riêng Kết. Khi cô vừa đến, bà đã thẳng tay tát vào mặt Kết và chửi cô không biết xấu hổ, xui khiến con trai bà phản bội lại gia đình. Kết bị tát một cú đau đứng liền phản pháo, cô lớn tiếng thách thức lại phu nhân, chỉ trách bà không biết dạy con, nuôi phải một thằng không có đầu óc mới bị người khác dắt mũi. Phu nhân cũng không kém cạnh chê Kết thảm hại đến mức phải dùng chồng cũ để giúp chồng mới cướp công ty của bố. Hơn nữa Kết chẳng có danh phận gì, bà là mẹ đẻ ra Bong, bà hiểu rõ hơn ai hết tính tình con trai mình, đẹp trai có thừa nhưng trung thủy có ít. Rồi sẽ có ngày Kết hết đát, bị đá ra khỏi cuộc chơi này. Kết bị dồn nén hết lần này đến lần khác nhưng lời phu nhân nói không phải không có lý, cô nhớ lại lần từ chối lời cầu hôn đầy ngu ngốc của mình với Bong. Ở một diễn biến khác, Mai quả thực biết định xếp đích thân đem tài liệu đến giao tận tay lại còn thỏ thẻ kêu đói. Pha bật cười vì sự lươn lẹo đáng yêu này, anh mời cô dùng bữa, nhìn cô gái trước mắt thỏa mãn tận hưởng bữa ăn. Pha không nhịn được nhắc nhở cô thế giới này quá nhiều cám dỗ, cứ ngây thơ mãi cẩn thận có ngày bị lừa. Mai vui vẻ tiếp thu, thấy cô gái lúc nào cũng tích cực thỉnh thoảng lại có những suy nghĩ bất thường. Pha thở dài than thở sự khó hiểu của phụ nữ, Mai nghe là hiểu phụ nữ anh nhắc đến chính là cô Thìn. Cô khuyên anh không nên đứng trên lập trường một người đàn ông để hiểu phụ nữ. Đang nói giờ chuyện thì sự ồn ào bên cạnh thu hút sự chú ý của cả hai. Hóa ra là cô êm đang gây khó dễ hạnh hoẹ nhân viên của nhà hàng, chửi mắng chán rồi êm lại phát hiện Pha và Mai đang ngồi gần đấy. Đang ngớ mồm thấy đối tượng thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, êm cố tình đến chào hỏi nhưng thực chất là để gây chuyện với Mai. Cô ta vẫn cay cú vì bị Mai khui ra chuyện bị chồng cắm sừng. Mai buồn bực bị sỉ nhục bèn đứng dậy bỏ về, Pha đuổi theo xem cô có ổn không, anh thay mặt em xin lỗi Mai và an ủi cô. Mai cảm động vì có người chịu đứng về phía mình, rơi nước mắt cảm ơn Pha. Thế mà êm vẫn chưa có ý định buông tha. Cô ta lại đi xuống hết lời sỉ nhục chế nhạo Mai là thứ thảo Mai chuyên dùng nước mắt để dụ dỗ đàn ông. Mai điên tiết giờ nắm đấm nhưng cuối cùng vẫn cố giữ tỉnh táo để không mất khống chế. Thay vào đó cô cũng không nhẫn nhịn, lớn tiếng trước mặt tất cả mọi người chửi vào mặt êm là con ngu mới rước phải cái thằng chồng chó chết đi chân gái. Êm làm sao chịu để yên, cô tát cho Mai một cái định xông vào đánh tiếp thì Pha ngăn lại. Mai đã chịu hết nổi, cú tát vượt quá sự chịu đựng, cô thể sẽ kiện êm một gông trong tù vì tội bôi nhọ danh dự và hành hung người khác. Những người chứng kiến lấy điện thoại quay lại cảnh vừa rồi cũng phối hợp gửi lại clip cho Mai để lên án sự hống hách của êm. Chuyện ầm ĩ đến mức Bong và phu nhân phải ra tay giải quyết. Pha một mực bênh vực Mai và mong êm đừng gây sự với cô ấy nữa vì cô ấy chẳng có lỗi gì khi lên án hành vi khốn nạn của Phi. Bong cũng không hài lòng với hành xử của em gái sau khi xem clip bị đăng trên mạng. Nhưng anh cũng đặc biệt lên tiếng cảnh cáo Pha đừng để cấp dưới hấp hồn như thế. Thực chất chính Bong cũng đang để ý đến Mai nên anh mới nhạy cảm khi thấy Pha quan tâm cô đặc biệt như thế. Pha thì khác.
anh không coi phụ nữ là món hàng để chơi đùa. Anh em bất đồng quan điểm túm cổ áo nhau đầy căng thẳng. Nếu không có bà Lin vào cản kịp thời thì hai anh em phải đổ máu cũng nên. Bà Lin thông báo ông con đã hoàn toàn bình phục và sau 1-2 ngày nữa có thể xuất viện về nhà, nhưng hiện tại ông không muốn gặp ai hết. Phu nhân và hai đứa con ngoan muốn vào phòng kỳ công nhưng vệ sĩ không cho. Chỉ có bà Lin và Pha được ra vào phòng bệnh của ông con. Nhìn thấy sự phân biệt đối xử này, ai cũng hiểu vị trí của ba mẹ con Bong đang bị lung lay như thế nào. Bong còn phải giải quyết cả chuyện dỗ dành Kết, cô vừa bị ăn tát và gây sức ép, cộng thêm có quá nhiều nguy cơ không chắc chắn. Kết muốn Bong nhanh chóng ly hôn và cho cô một danh phận trong nội tộc, chia đôi cổ phần để cô yên tâm lên cùng thuyền với anh. Bong cứng đờ cơ mặt, anh hiểu nếu bây giờ không nhún nhường thì chỉ có đổ hết công sức xuống sông xuống biển. Thế là Bong tìm đại một lý do quy chụp lên Thin, không phải anh không muốn cưới em mà là tại Thin không chịu ly hôn. Kết dường như đã biết trước mấy lời biện hộ này của Bong nên cô chuẩn bị sẵn một kế hoạch khác để ép Thin phải chấp nhận ly hôn. Thin bị đoàn làm phim đình chỉ công tác, tìm một người mới thay vị trí ghi hình của cô. Khi Thin làm ầm chuyện thì đạo diễn chỉ thẳng mặt kêu cô tỉnh ngộ, nếu không có chỉ thị từ trên xuống thì ai lại dám động vào vợ giám đốc cơ chứ. Thin hiểu ngay vấn đề đùng đùng đến tìm Bong để hỏi cho ra nhẽ, ai ngờ Kết lại là người tiếp chuyện cô. Kết chẳng giấu giếm chuyện mình xui Bong sa thải Thin ở đài truyền hình, cô còn lên mặt thách thức Thin có giỏi thì trả thù đi. Thin tức đến nghiến răng nghiến lợi, muốn tát cho Kết một trận mà cũng không đấu lại, bị Kết đánh cho không chợt phát nào. Kết bỏ đi trong sự đắc thắng, cô muốn gọi điện cho Bong nhưng anh không bắt máy. Kết nhìn thấy Bong đang đi cùng Mai, hóa ra Mai sẽ là đối tượng tiếp theo nằm trong bộ sưu tập của Bong. Anh đến tìm cô lấy lý do muốn giải quyết chuyện với Êm để mời Mai đi ăn riêng. Bữa ăn có vẻ căng thẳng vì Bong luôn tìm cách thuyết phục Mai im lặng đừng làm ầm chuyện của Êm lên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Anh đồng ý bồi thường bất cứ thứ gì nếu Mai muốn để đổi lại sự yên ổn cho công ty. Cách giải quyết vấn đề của Bong chỉ càng làm Mai cảm thấy bị xúc phạm, dùng tiền và quyền lực để đổi trắng thành đen, biến nạn nhân thành hung thủ. Đang nói chuyện giờ thì bỗng nhiên Pha xuất hiện. Hóa ra ngay từ đầu Mai đã biết rõ mục đích hẹn gặp riêng của Bong nên nhắn tin cho Pha đến giải vây. Pha đường hoàng đưa người đi trước sự cay cú của Bong. Đang bị hớt tay trên thì lại phải nghe cách ghen tuông giận dỗi. Bong muốn nổ tung vì đau đầu toàn những chuyện không đâu vào đâu. Cách không chịu hiểu lại còn chê anh chẳng làm được cái gì ra hồn rồi dập máy. Pha đưa Mai về, biết cô vẫn chưa buông bỏ được mặc cảm bị coi thường. Anh muốn an ủi và động viên. Mai lần đầu tiên nói thật hết suy nghĩ trong lòng, để mặc cho sự yếu đuối của mình lộ ra trước mặt Pha. Cô thực sự bất lực và tổn thương vì những gì Tiên Phi và Êm đã gây ra nhưng chứng vẫn không chọi được đá. Ở thế giới này nếu không có tiền và quyền thì công lý cũng chỉ là phù du. Pha thông cảm cho tổn thương của Mai, anh gọi với lại và nói sẽ là chỗ chống lưng đằng sau cho Mai. Pha khuyên Mai nên kiên định đòi lại công bằng cho mình, anh sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ cô. Mai cảm động rơi nước mắt, chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành. Ở một diễn biến khác, Kết nghe lời Bong chạy đến nhà thuyết phục Na Dong đứng về cùng phe với Bong cùng nhau hợp tác. Đương nhiên Na Dong hiểu ý tứ của cô là gì, chồng cũ bắt tay với chồng mới thì khác nào anh bị chơi xỏ. Na Dong tức giận ném ly rượu xuống hồ bơi, nắm lấy cổ áo Kết khẳng định mất tiền anh không tức nhưng nếu muốn dắt mũi lừa đảo anh thì chuyện không dễ thế đâu. Đến nước này thì Kết chỉ còn nước cởi đồ dùng thân quyến rũ Na Dong. Kết rất có kinh nghiệm trong chuyện chân gối và cũng hiểu đàn ông dễ dụ nhất là lúc làm chuyện đó. Kết chấp nhận ngủ với Na Dong để đổi lại một phiếu bầu của hắn trong cuộc họp hội đồng quản trị. Nhưng lại không hề hay biết Na Dong đã giăng ra một cái bẫy, quay lén lại tất cả những thân mật ban nãy của cả hai. Bên này, Thin cũng như ngồi trên đống lửa muốn gặp Pha nhưng không thể liên lạc được. Cô đành phải chạy đến nhờ bà Lin giúp đỡ dù biết rằng bà Lin không hề ưa gì mình. Bà Lin vốn dĩ muốn con trai mình tránh xa Thin nhưng cô lại suốt ngày gieo thương nhớ cho thằng bé. Bà Lin chê Thin vừa ngu vừa dốt, rũ bỏ tình cảm chân thành của Pha để chạy theo đồng tiền của Bong. Giờ gặp quả báo lại định nối lại tình xưa với con trai bà, loại phụ nữ đốn mặt không có tư cách nhận sự giúp đỡ của người khác. Thin cố gắng đến mấy cũng không liên lạc được với Pha rồi bỗng nhiên Pha xuất hiện trước cửa nhà. Sau khi nghe lời khuyên từ Mai, Pha quyết định đến giảng hòa với Thin. Anh vẫn sẽ giúp đỡ Thin đến cùng nếu cô cần. Thin tâm sự thật ra cô không hề muốn hôn nhân tan vỡ vì nó nói lên sự ngu dốt và thất bại của mình. Pha khuyên Thin nếu đã chiến đấu thì đừng sợ đau, nếu đã sai thì phải có dũng khí làm lại. Hai người giải quyết ổn thỏa với nhau. Pha thừa nhận trước đây là do không quên được Thin nhưng giờ anh đã tỉnh ngộ, từ khắc kiểm soát hành vi và tình cảm suy nghĩ của mình để không ai phải khó xử. Ngồi ngẫm lại mà thấy vui cứ tủm tỉm cười lại bị Mai bắt gặp, cô quyết định sẽ tập trung thi lấy chứng chỉ luật sư sau đó kiện tên khốn Phi ra tòa. Đến lúc đấy Pha không được nuốt lời, ở đằng sau chống lưng cho cô. Pha động viên tinh thần đồ đệ bằng cách rủ cô đi ăn, hai người tíu tít với nhau cả ngày. Quay trở lại với nhân vật tham vọng thủ đoạn, Un còn có một người cha dượng đang thụ án ngồi tù. Cô muốn thông báo với ông chuyện mình mang thai con của Bong. Đúng như dự đoán, cha dượng nổi khùng mắng chửi bu xối xả, ông không chấp nhận việc cô có thai với Bong. Trong khi đó, Bong đến gặp bố để nói chuyện ở công ty nhưng ông lại chẳng có ý định muốn tiếp chuyện. Hai bố con cùng bầu không khí căng thẳng, một là bố nghỉ, hai là con nghỉ, công ty chỉ có một không thể để hai hổ cùng một hang. Bong thẳng thừng khẳng định mẹ con mình không phản bội lại ông con, có chăng là vì bị dồn đến bước đường cùng phải tự đấu tranh giành quyền lợi cho bản thân. Bà Lin thấy Bong ăn nói quá đáng với bố đẻ vừa mới ốm dậy nên lên tiếng nhắc nhở cũng bị anh coi thường. Hết con lớn đến con út, Pha về mang thuốc vào phòng cho bố mà cũng nhất quyết không chịu nghe lời ông trở về đấu tranh giành quyền lực với Bong.
Ông con đúng là vô phúc mới có được hai thằng con trai biết nghe lời như thế này. Trong khi đó, Kết nhận được clip nóng của chính mình, cô đùng đùng chạy đến nhà hất đổ cả bình nước vào mặt thằng chồng cũ để chút giận. Đây mới chỉ là lời cảnh báo đầu tiên của Na Dong dành cho Kết nếu như dám có ý định dắt mũi anh. Giờ anh ta đang nắm trong tay biết bao bí mật đồng trời của Kết, chỉ cần quyền lợi bị đe dọa, Na Dong sẵn sàng khiến vợ cũ và cả chồng mới của cô phải thân bại danh liệt. Kết nóng giận mất khôn, cô rút súng trong túi xách chạy vào chĩa thẳng vào người Na Dong đe dọa. Thái độ của anh ta vẫn thách thức và cợt nhả. Phát đạn đầu tiên đã được bắn ra. Tất nhiên là Kết cố tình bắn trượt để dọa chứ cô ta đâu có ngu mà giết người. Na Dong hiểu Kết hơn ai hết cho nên không chút sợ hãi, Kết càng la hét thì anh ta càng cợt nhả. Na Dong dễ dàng giật được khẩu súng trong tay đối phương, tưởng thế nào chứ vợ anh vẫn như ngày nào. Dụ một tí lợi lộc là sẵn sàng trèo lên giường. Vừa hay từ góc máy, nhân vật cho đến âm thanh ánh sáng đều hoàn hảo, nếu đăng lên trên mạng khả năng câu view là tuyệt vời. Không khéo còn kiếm bộ tiền từ clip nóng ấy. Kết không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nghe lời thằng chồng cũ khốn nạn. Na Dong vẫn sẽ giúp bóng cướp công ty của bố, đồng thời chừa lại chút danh dự cho Kết đi chân đại gia nếu cô ngoan ngoãn nghe lời. Kết trở về khách sạn và gặp Bong. Bong nói đã quyết định sau khi ly hôn với Thin sẽ cùng Kết xây dựng tổ ấm mới. Anh hứa hẹn sẽ cho cô một danh phận đỏ hoàng. Kết lại có vẻ chột dạ. Cô hỏi nếu như bản thân mình làm điều gì sai với Bong liệu anh có còn yêu cô nữa. Bong không hiểu ý tứ sâu xa mà chỉ dèo mồm thì non hẹn biển anh sẽ không bao giờ đối xử tệ với em dù cho đó có là sai lầm gì đi chăng nữa. Bên này, ông Jin, bố của Bun đã ra tù và cùng đàn em đi mua sắm quần áo là lượt để đến gặp con gái. Vừa hay trung tâm mua sắm này là chỗ bạn của Bun làm việc, sau khi biết bố được ân xá Bun không thể cười nổi. Hôm nay là ngày mai đi thi chứng chỉ luật sư, đang định làm kiểu ảnh check-in cái thì tên Phi từ đâu xuất hiện làm cô mất hứng. Đúng là có người chống lưng có khác, Mai mạnh miệng hơn hẳn. Cô chửi thẳng mặt Phi đường đường là trưởng phòng pháp lý công ty lớn, con rể của dòng họ tỷ phú giờ lại làm thằng nhân viên quèn rót nước bưng trà. Suy cho cùng vẫn chỉ là con chó chui gầm trạn. Phi chưa tức giận vội vì anh ta biết mình nắm chắc phần thắng trong tay. Mai ngỡ ngàng sau khi biết tin Phi chính là thầy giáo lớp luyện thi của mình. Suốt buổi học, Mai nhìn giảng viên bên trên đạo lý mõm với ánh mắt tóe lửa, nghe những lời anh ta bông đùa với các học trò mà phát giận. Ra đến ngoài, Mai chỉ biết nghiến răng đấm từng chút giận, cuối cùng không nhịn được gọi điện ăn vạ Pha. Trong khi đang tức điên đầu vì bị hủy hết các vai diễn, Thin bị Bun gọi điện công kích. Cô đến tận khách sạn chỗ Bun ở và chướng mắt vô cùng với thái độ kênh kiệu như bà chủ của cô ta. Bun thông báo cho Thin biết về việc Kết đang cắm sừng Bong với chồng cũ, còn có cả clip làm chứng. Nhưng Thin không dễ dụ như thế, cô biết thừa kế hoạch của Bun muốn lợi dụng mình để vừa đá đít à Kết. Sau đó ly hôn với Bong để Bun có thể đường đường chính chính lên làm bà chủ. Bị vạch trần ý định ê chề, Bun vẫn cố vớt vát thể diện bằng đứa con trong bụng mình. Thin nghe xong mà chết lặng, nếu như Bun có thai thật thì khả năng với Bong sẽ là cao hơn cả. Phận làm chính thất nhưng chẳng đối phó được với lũ tiểu tam, Thin yếu đuối ngồi khóc một góc được một anh chàng cao to đẹp trai ra hỏi thăm. Đây chính là Din, con trai của tập đoàn đối thủ đang muốn hợp tác. Din đưa cho khăn tay, Thin lại càng thấy mình thảm hại hơn. Bun vừa rời đi thì người tiếp theo xuất hiện là ông Jin. Vì sợ mọi người bàn tán nhìn thấy nên Bun lôi bố lên trên phòng. Ngay từ lúc đầu, ông Jin đã có những lời nói và ánh mắt đê tiện lên người con gái mình. Uống xong hớp rượu, nghe xong cuộc điện thoại từ Bong thông báo anh sẽ không đến trong vòng 2 đến 3 ngày nữa. Ông Jin quyết định ngủ lại đây để tiện chăm sóc con gái lâu ngày không gặp. Lúc tắm còn kêu Bun mang rượu vào cho, tiện thể cầm tay con gái nhung nhớ. Bun nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng ám ảnh cả đời mình bởi người cha này không khỏi dùng mình run sợ. Ở một diễn biến khác, sự đẹp trai và lịch lãm của Din đã thu hút sự chú ý của em. Cô chào hỏi mà cầm tay con trai nhà người ta hơi lâu. Thả thính mới được vài câu thì Pha đã đến để cùng Din bàn công chuyện nên em đành phải rời đi. Cô không quên đòi xin số điện thoại kết bạn tứ phương rồi mới chảnh chọe đi khỏi. Din biết bạn mình vẫn tơ tưởng đến người đẹp nổi tiếng. Anh kể lại dáng vẻ đáng thương bất lực của Thin ngồi khóc một mình ban nãy. Nhưng giờ Pha đã không còn quá quan tâm, nó chính ra là anh không biết phải giúp Thin bằng cách nào. Và lại Pha đang tập trung giúp người con gái khác, chính là Mai. Mai từ khi có được sự hậu thuẫn từ con trai út của chủ tịch thì ngày càng lấy lại tự tin, thoải mái đớp chát lại những người coi thường mình. Điển hình là anh quản lý lúc trước đồng bọn với tên Phi lừa cô. Giờ Pha yêu cầu anh ta phải ra mặt làm nhân chứng kiện Phi ra tòa. Pha gọi tất cả những người có liên quan đến nói chuyện, Kết rất không hài lòng vì quyết định của Mai. Em bị lôi vào xin lỗi chỉ là thái độ vẫn kênh kiệu như cũ vẫn không làm thỏa mãn được Mai. Cô và Pha một mực sẽ kiện tên Phi đi tù và không bỏ qua chuyện em gây sự. Kết hết cách, cô không muốn tổn hại đến công ty càng không muốn vướng vào đống rắc rối của cấp dưới. Cô ngồi riêng với Mai, ban đầu là thuyết phục nhưng càng về sau thái độ của cả hai càng gay gắt. Kết bảo Mai là kẻ ăn cháo đá bát, cô đã nói sẽ giúp Mai giải quyết việc của thằng Phi mà giờ không chịu nghe. Mai đã sáng mắt ra từ lâu. Cô nhìn thấu con người Kết, ngay cả đạo lý dễ hiểu nhất là không được đụng đến chồng người khác mà cô còn làm không được thì nói gì đến tình công bằng cho người yếu thế. Mai quyết định sẽ không mù quáng nghe lời giả dối của Kết nữa, thẳng thừng quay người bỏ đi trong sự tức giận của đối phương. Trong khi đó, hai anh em nhà Bong lại ầm ĩ với nhau một phen ở bên ngoài. Bong nhất định cho rằng Pha đang muốn phá bĩnh mọi việc để biến anh thành kẻ thảm hại nên làm ầm lên. Đúng lúc Mai bước ra, Bong cầm tay cô an ủi hứa sẽ luôn đồng hành trong hành trình của cô. Mai biết Kết đang nhìn nên cũng phối hợp tay bắt mặt mừng cảm ơn Bong. Ở một diễn biến khác,
phi đến tận nhà Na Dong để xin sự giúp đỡ. Anh ta thề rằng mình sẽ có giá trị lợi dụng cho Na Dong. Phi biết Na Dong mua cổ phần tập đoàn với mục đích riêng, chỉ cần chịu giúp phi thoát khỏi vụ kiện, anh ta sẽ chấp nhận làm chó cho Na Dong sai bảo. Mọi ngóc ngách trong tập đoàn phi đều biết rất rõ, nhất định sẽ lợi dụng được triệt để. Bên này, quản lý đã chịu mang thông tin của tất cả các nạn nhân từng bị phi làm hại đến. Pha sẽ bắt đầu điều tra vụ này. Mai vào mà thấy thái độ anh hơi căng thẳng nên cô hơi lo. Pha lên tiếng cảnh báo Mai tốt nhất nên biết Bong là người như nào, đừng thấy mỡ mà húp có ngày tàn đời như chơi. Hóa ra là anh nhà ghen ban nãy thấy chị nhà cầm tay Bong cười nói. Cả Mai và Pha đều bắt đầu có tình cảm với nhau. Từ sau khi biết Bin trong bụng Bun đang mang đứa con của Bong, Thin gần như sụp đổ. Cô nhớ về khoảng thời gian trước đó, khi còn mận nồng cả hai đều cố gắng có con nhưng không thành vì lý do sức khỏe. Bản năng hiếu thắng của phụ nữ lại trỗi dậy, Thin gác đau buồn sang một bên, đến gặp mẹ chồng để thông báo chuyện hệ trọng. Vì cô cũng chắc chắn phu nhân không bao giờ chấp nhận có đứa con dâu xuất thân từ người hầu thấp kém như Bun. Thế vậy mà khi đem chuyện đi kể cho mẹ chồng, thứ Thin nhận lại chỉ là sự chì chiết, ánh nhìn khinh bỉ. Hóa ra suốt bấy lâu nay, phu nhân vẫn chỉ coi Thin là vợ bé của Bong, vợ bé từ trong suy nghĩ đến hành xử. Thin nín nhịn không biết phải làm sao cho phải với cục diện này. Trong khi đó, đang họp mà Bong cứ mải nhìn điện thoại cười tủm tỉm không chú ý. Kết có mù cũng biết lý do anh lờ đãng. Cô lập tức cho kết thúc cuộc họp và chỉ mặt Bong việc anh đang quá quan tâm đến Mai. Kết gây lồng lộn mà Bong vẫn chẳng thèm để ý, thậm chí còn tìm info của Mai ngay trước mặt Kết. Đôi bên cãi qua cãi lại, Bong muốn giằng lại điện thoại từ phía sau Kết. Đúng lúc này Thin đẩy cửa bước vào, gặp cảnh mèo mả gà đồng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì muốn nói chuyện quan trọng với chồng. Kết về phòng riêng nhưng vô tình phát hiện máy tính của Bong vẫn mở camera, vậy là cô có thể theo dõi được hết cuộc nói chuyện của hai người họ. Thin ra sức cứu vãn cuộc hôn nhân thảm hại của mình, cô muốn Bong nhớ lại quá khứ từng hạnh phúc kề cạnh bên nhau. Nhưng đối với Bong đó chỉ là dĩ vãng nhạt nhòa từ lâu anh bỏ ra khỏi đầu. Thin thực sự hết cách, cô chấp nhận sự tàn nhẫn này, đứng dậy bỏ về. Nhưng nghĩ thế nào lại bỏ lại đúng thông tin quan trọng nhất, trịnh trọng chúc mừng Bong được lên chức bố. Cả Bong lẫn Kết nghe xong đều ngỡ ngàng đến bật ngửa. Kết đến tận phòng khách sạn của Bun để hỏi cho ra nhẽ, Bun với bố còn đang nằm ngủ cùng nhau phải bật dậy ngay lập tức. Kết muốn lôi Bun đến bệnh viện kiểm tra cho rõ ràng nhưng bị ông Jin ra mặt ngăn lại đuổi Kết về. Sau khi Kết đi khỏi, ông Jin nổi giận lôi đình túm tóc đánh cho Bun một trận vì tội nói dối đã đi phá thai. Phía bên này, Bong vẫn bám dính lấy Mai để làm thân và điều này làm Mai hết sức phiền lòng. Cô từ chối thẳng thắn và mong sẽ không có cơ hội gặp riêng lãnh đạo thêm lần nào nữa. Kết trở về và hết sức bất ngờ khi thấy Phi đang ở cùng chỗ với Na Dong. Anh ta giờ đã là người cùng thuyền cùng hội. Đương nhiên Kết không đồng tình chuyện này, thế là Na Dong lại giảng giải một bài cho cô hiểu giá trị của mình sắp hết hạn sử dụng. Phi còn điều tra được cả chuyện Bong tán tỉnh Mai cho Kết xem. Quả thực ai trong trường hợp của Kết cũng sẽ lo lắng, Bong đã gần chiếm được công ty, lại ngang nhiên tán tỉnh cô gái khác. Hơn nữa Kết tới bây giờ vẫn chưa có một danh phận nào, nói không lo là nói dối. Bên này, Bun bị ông Jin ép lên xe đến bệnh viện phá thai, Bun nhất định không chịu, cả hai có mà giằng co ầm ĩ náo loạn. Đúng lúc Bong xuất hiện, Jin đành phải lên xe bỏ đi một mình. Sau đó anh đưa Bun đến bệnh viện kiểm tra vết thương, bác sĩ xác nhận cô có thai, Bong thực sự lại thêm một vấn đề nữa phải đau đầu giải quyết. Không hiểu kiểu gì Mai nằm ngủ lại mơ thấy cảnh chân gối với tên Bong, lúc đến công ty làm việc thì lại đột nhiên bị Kết tát cho phát kèm lời cảnh cáo cấm có ý đồ gì với Bong. Mới sáng ngày ra mà đủ chuyện đen sủi, hết bị ăn tát rồi bị đồng nghiệp chỉ trỏ bàn tán, thậm chí máy tính cá nhân của Mai cũng bị bôi nhọ. Cô muốn nói chuyện này với Pha nhưng lại thấy quá nhỏ mọn nên thôi. Đúng lúc này Phi mở cửa xông vào thông báo vị trí cố vấn pháp lý của anh đã được Kết khôi phục trở lại. Mai thấy vậy tức đến điên đầu mà không làm gì được đành bị Pha lôi ra ngoài. Pha đến tìm Kết hỏi cho ra nhẽ nhưng cô ta một mực nói có lý do mới để Phi quay lại làm việc. Pha đành lôi chuyện Bong với Bun có bầu ra chọc ngoài Kết. Nhưng Kết cũng không vừa, cô lại lôi chuyện Mai với Bong ra để khiêu khích Pha. Mà Mai vẫn chưa thôi chuỗi ngày bị bắt nạt, ngay đến cả nhà vệ sinh cũng treo đầy ảnh của cô với lời lẽ bỉ ổi. Mai nhịn qua giới hạn đùng đùng đòi đi gặp Kết tính sổ lại bị Pha kéo vào phòng nói chuyện riêng. Anh hứa sẽ bảo vệ cô nhưng tạm thời muốn Mai nghỉ việc mấy hôm cho xuôi chuyện. Mai càng nóng nảy, cô có làm gì sai đâu tại sao phải lẩn trốn dư luận, và lại Pha cũng không phải bố của cô, anh không có quyền ra lệnh. Mai cứ nhất quyết cứng đầu không chịu nghe lời. Đôi bên đang nảy lửa thì bà Linh xuất hiện. Ở nhà đang lanh tanh bành, nào Bun nào Thin nào Kết, cô nào cũng ghê gớm đòi quyền lợi. Bun bị ăn đánh, Kết bị Bong đổi về, còn Thin bị chửi ảo tưởng rất mạnh. Một mớ bỏng Bong quay cuồng giữa những người phụ nữ bước qua đời Bong. Bà phu nhân mới gọi riêng hai con ra thông báo tình hình, ông con đã làm đơn ly hôn với vợ cả. Ba mẹ con Bong đối diện với nhiều nguy cơ thua thiệt vợ bé của ông con. Bong nghe xong không những không thông cảm an ủi mà còn quay sang đổ lỗi cho mẹ mình. Bà Linh thông báo chuyện này cho Pha, anh không ngăn cản ông con và mẹ đến với nhau, miễn sao mẹ hạnh phúc với lựa chọn của mình. Bong hẹn riêng Pha ra nói chuyện, thấy ông anh cứ suốt ngày mải lo được mất từ mình. Pha thẳng thắn, cái gì của anh em sẽ không bao giờ đụng, ngược lại người của em anh cũng không được phép chạm đến. Bong hiểu ý tứ Pha nhắc nhở mình không được tiến tới với Mai, nắm được điểm yếu của đối phương Bong lại càng hưng phấn khiêu khích. Về phía Thin, xem chương trình truyền hình bàn tán về chuyện người thứ ba, cô nhớ lại năm xưa, chính mình cũng bị vợ cả của Bong vạch mặt trên sóng. Xin đi chửi mắng Thin là thứ yêu tinh cướp chồng người khác lại còn giảng giải đạo lý.
Thiên lúc bấy giờ cậy có người chống lưng nên mù miệng cũng không chịu thua kém gì. Hai người phụ nữ đấm đá nhau ngay trên trường quay phát sóng trực tiếp. Không biết do hối hận hay để vớt vát chút tình cảm mà Thiên đích thân chuẩn bị quà cáp đến biếu tặng từng người trong đoàn sản xuất. Thậm chí còn nhỏ giọng xin lỗi cả bạn dẫn mà cô từng gây sự nhưng vẫn chưa làm anh ta đủ thỏa mãn. Bên này, Bong vào cuộc họp lại nhìn thấy Na Dong và Phi ngồi chuyễn trệ trên ghế cổ đông. Hơn nữa lại nghe thông báo về vài dự án phát sinh nằm quyền sở hữu của Na Dong. Anh lồng lộn cơn giận mắng két có làm mà không biết suy nghĩ, hay là cô với chồng cũ lại có ý định gì với công ty mà đang giấu anh. Na Dong đứng ngoài nghe được cũng không nhận được xông vào muốn ba mặt một lời với nhau. Na Dong đòi quyền lợi và vị thế trong tập đoàn với cương vị là một cổ đông lớn. Còn nếu Bong không chịu thì việc đầu tư hay đứng chung một thuyền sẽ phải xem xét lại. Két đuổi theo Bong để giải thích rằng cô và chồng cũ thực sự không có gì khuất tất. Hơn nữa tất cả những gì Két làm cũng chỉ vì muốn tốt cho Bong. Bong lại cho rằng anh đã đặt Két ở đâu thì cô nên ngồi đúng vị trí đó, làm việc mà cô nên làm chứ đừng cho phép thằng chồng cũ đè đầu cữa cổ anh. Nếu không phải Thiên mà Két mới là người dừng cuộc chơi sớm nhất. Bong vừa rời đi thì Na Dong lại đến, anh ta bắt ép Két phải nói cho ra nhẽ với mình. Phía bên này, khi Thiên và Pha nói chuyện ở công ty, Thiên phát hiện Pha đặc biệt quan tâm đến Mai theo linh cảm của phụ nữ. Cô dám chắc cậu em đang có tình cảm với cô bé ấy. Thiên khuyên Pha nên tôn trọng cảm xúc của mình, thích thì phải nói ra đừng lảng tránh có ngày ân hận về sau. Nhận được điện thoại, Thiên lập tức tạm biệt Pha để lên đường đòi lại công lý cho chính mình. Cặp vé ở khách sạn hạng sang tặng cho bạn dẫn cũ đúng như dự đoán, giúp Thiên quay được đoạn phim anh ta hú hí với gái lạ để uy hiếp, đòi lại vị trí của mình. Ra đến thang máy lại bắt gặp cảnh hú hí khác của Din và Em. Em đúng là cao thủ chăn trai, cố tình uống cho say khướt rồi làm loạn đòi âu yếm trai đẹp Din. Bong thấy bức hình chia tay đầy tức giận của Mai với công ty, anh liền chạy đến trước cửa nhà cô gọi điện đòi gặp. Thả thính mới được mấy câu mà bà nội Mai đã mở cửa xông ra, Mai sợ quá phải chui xuống dưới, lén mở cửa lên tạm xe Bong tránh bị bà phát hiện. Bong thành công tỏ tình lại còn đưa được người đi nhưng Mai vẫn nhất quyết đòi xuống xe đi bộ về. Thế là nam chính lại phải giở chiêu ăn vạ đáng thương. Bong nói anh gặp rất nhiều chuyện nặng nề không thể chia sẻ với ai. Chỉ cần đêm nay được ở cùng Mai cũng coi như một cách an ủi chữa lành. Mồm dẻo thế này không chết được rồi mới lạ, Mai mềm lòng nên không nỡ kháng cự nữa. Cuối cùng bị Bong đưa đến biệt thự riêng, Mai cũng ngoan ngoãn đi vào, nghe thêm mấy lời trăng hoa lại nhẹ dạ uống chút rượu rồi bí tỉ trên giường đến tận sáng hôm sau. Lúc tỉnh lại đã thấy Bong dưới nhà làm bữa sáng, dù Mai có cố lục lại trí nhớ vẫn không thể nhớ ra tối qua mình đã nói gì làm gì. Thiên nhờ Pha gửi lại cái khăn tay cho Din, nhận lại khăn tay từ người đẹp mà Din cứ nôn nóng không thôi. Anh cố cuồng giải thích với Pha rằng hôm đó chỉ đưa Em về phòng, trời hành thế nào cô Thiên lại bắt gặp đúng cảnh đó. Pha nghe xong lại chỉ cảm thấy Din đang nôn nóng, có chăng là bắt đầu có tình cảm với Thiên. Còn Thiên, cô được triệu tập đến họp mặt hai tiểu tam, Két muốn cả Bun và Thiên mau từ bỏ ý định câu kéo Bong. Cô ta hoang hoang vì đã được Bong ngỏ lời cầu hôn. Ba người phụ nữ tranh giành một người đàn ông, người có sức ảnh hưởng và giá trị lợi dụng, người mang trong mình giọt máu của dòng họ, người còn lại vẫn là vợ hợp pháp. Không ai chịu nhường ai, vô tư chỉ mặt điểm tên nhau ngay giữa ban ngày. Và để thêm phần sống động kịch tính, đạo diễn đã cho Mai xuất hiện. Ba cô gái trong nhà chạy ra đón Bong, nhưng bước chân ra khỏi xe lại là Mai. Thấy người phụ nữ khác ngang nhiên lái xe của người yêu, Bun nổi thú tính hết chửi rồi muốn giơ tay đánh vào mặt Mai cảnh cáo. Có điều chưa kịp đụng đã bị Thiên hất thẳng ra một góc. Thiên đưa Mai rời khỏi nơi chỉ toàn tranh cướp này, còn lại mình Két và Bun. Tất nhiên Két không phải dạng vừa, thấy Bun máu chó lại hay cậy có cái thai rởm trong bụng, Két tặng Bun một cái tát lật mặt kèm lời cảnh cáo đừng ngu nữa hãy thông minh lên. Thiên không muốn truy cứu Mai về mối quan hệ cùng Bong, Pha là đứa em trai tốt bụng Thiên thực sự ưu quý. Pha lại đang có tình cảm với Mai, cho nên Thiên muốn nhắc nhở gửi gắm cô mong Mai đừng phụ tình mà làm tổn thương người tốt như Pha. Mai cũng không vừa, lúc nào cũng xù lông nhím lên dọa lại Thiên, chuyện của tôi không cần cô phải quản. Lúc đến công ty, chỉ kịp xin lỗi Pha một câu rồi vào thẳng phòng của tên Phi. Mai trịnh trọng tuyên bố Phi sẽ sớm xách dép rời khỏi vị trí này vì cho dù chống lưng của anh ta có to đến mấy cũng không bằng chống lưng của cô. Sau một đêm thương lượng, Bong đã đồng ý giúp Mai đòi lại công bằng, ở cái công ty này làm gì còn ai lớn hơn Bong nữa. Cho nên Mai mới hoang hoang đến thế, Pha đứng bên cạnh nghe được cũng không khỏi nhíu mày khó chịu. Mai cho gọi tất cả các nhân viên nữ ở công ty lại gặp mặt. Cô chân thành kể lại câu chuyện suýt bị cưỡng bức rồi bị gây sức ép buộc im lặng đem nói với tất cả mọi người và mong những nạn nhân còn lại có thể cứng rắn lên tiếng. Phi cho dạ vội tung vai Két, Két cũng lên tiếng khiển trách Mai và Pha không có quyền tụ tập nhân viên trong giờ hành chính như vậy. Đã thế Mai cho phát đoạn ghi hình của Bong ngay lập tức, trong đoạn băng, Bong nói ủng hộ việc làm của Mai. Anh đồng ý đòi lại công bằng đến cùng cho những nhân viên yêu quý từng bị quấy rối tình dục nơi công sở. Phi gần như nổi điên xông lên mắng chửi Mai giở trò quyến rũ Bong để anh yêu ái như vậy. Chính hành vi máu chồn này của Phi đã khiến anh ta không đánh tự khai. Những nạn nhân bên dưới nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo đã mạnh dạn lần lượt đứng lên tố cáo Phi và Két. Két mất mặt quá đành quay người bỏ đi, tên Phi ngay sau đó cũng nhân cả cơn mưa chửi rủa chỉ trích. Thấy Pha vẫn không hài lòng chuyện mình tin tưởng và nhận sự giúp đỡ của Bong, Mai muốn giải thích. Nhưng càng giải thích càng thấy khó tin, làm gì có chuyện đàn ông như Bong lại giúp đỡ người khác vô điều kiện mà nhất là chuyện đó lại ảnh hưởng đến danh tiếng cả tập đoàn. Pha cho rằng có lẽ Mai đã đánh đổi thứ gì đó giống như những người phụ nữ khác để được Bong ưu ái. Thái độ này của đối phương đã động chạm đến tự tôn của Mai,
Cô thất vọng về Pha vì suy cho cùng anh cũng chỉ nghĩ cô là hạng người đánh đổi cơ thể và tự trọng để có được thứ mình muốn. Căng thẳng lại càng căng thẳng hơn, Mai và Pha mới chớm nở mà đã có kha khá rào cản. Đến cả mối quan hệ của Kết và Bong cũng đang rạn nứt, Bong càng ngày càng xem nhẹ Kết mà đội Mai lên đầu. Tối ngày chỉ đi tìm cách lấy lòng Mai, Bong gọi điện thông báo đã tìm được luật sư giỏi trong nước để gửi gắm Mai. Thứ nhất về vụ kiện tên Phi, thứ hai về con đường sự nghiệp để làm luật sư, hai việc ấy Mai đều không cần phải bận tâm nữa, đã có Bong đứng ra lo liệu. Đang nói giờ thì Bun lại tranh ngang, hóa ra Bun đã biết chuyện Bong đồng ý cho ông Jin vào làm việc dưới trướng mình. Jin sẽ phụ trách phần theo dõi và báo cáo mọi nhất cử nhất động của tên Na Dong. Mới đó thôi mà Jin đã làm được việc, ông ta lôi ra được cả đoạn ghi hình cảnh ân ái của Na Dong và Kết. Sau khi biết bị cấm sừng, Bong thẳng thừng gửi thông cáo báo chí đuổi việc Kết, loại cô ra khỏi tất cả các dự án cuộc họp lớn nhỏ. Về phía Mai, cô phải tập hợp hội chị em để hỏi ý kiến sau khi khắc khẩu với Pha. Rốt cuộc người như Bong thì nên tin hay không tin? Nghe xong ý kiến của mấy cô bạn, Mai xem chừng có vẻ còn đau đầu hơn. Vừa ra đến cửa thì nhận được điện thoại của Pha, anh hẹn gặp cô để giải quyết mâu thuẫn và thực lòng không muốn Mai dính dáng đến Bong, rơi vào con đường tội lỗi. Nói ra là thế nhưng thực chất Pha muốn hẹn Mai đến để tỏ tình. Đúng lúc Mai cũng nhận được thông báo từ Bong đã hẹn gặp được luật sư để tiến hành giải quyết. Mai vẫn quyết định gác lại việc riêng để đến làm lành với Pha, ai ngờ mới đến cửa nhà hàng đã bị đám người lạ mặt đến bắt cóc đi. Kẻ cầm đầu chính là Kết, nhưng Kết vẫn luôn cao tay như vậy, giao cho Bung lộ diện gây ra việc này chứ không trực tiếp xuống tay. Pha buồn bực ôm bó hoa trở về, nhớ lại thái độ đắc thắng và lời nói của Bong rằng Mai sẽ đến gặp anh ta tối nay, Pha lại càng não lòng. Trong khi đó, Bun đang trút giận lên đầu Mai, bởi vì hôm trước Bong có nói sẽ đưa Bun sang Mỹ. Đến một nơi xa xôi biệt xứ thực ra không phải vì ý định nhân đạo như Bong nói là để tách Bun khỏi người bố khốn nạn, mà như lời phu nhân nói, nước Mỹ đã hợp pháp hóa chuyện phá thai. Bun không xoay chuyển được Bong nên tìm mọi cách để trút giận, lại được Kết suốt ngày dù gì kích động. Bun cho rằng chính Mai là người đang gây khó dễ cho mối quan hệ của cô ta, khiến Bong thay lòng đổi dạ. Chiêu sách tàn nhẫn nhất Bun dành cho Mai chính là đẩy cô cho một tên sở khanh với sở thích bệnh hoạn. Cho dù Mai có cầu xin hay giải thích thế nào cũng không khiến Bun thỏa mãn, cô ta liên tục cưỡng ép đổ rượu tẩm thuốc vào miệng Mai. Đến khi người đàn ông bước vào, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối mà xinh đẹp động lòng người của Mai, thú tính của hắn lập tức nổi lên. Mau mau trả tiền cho Bun rồi kêu bọn họ cởi trói xong biến khỏi đây để anh ta vào việc. Phía bên ngoài, ông Jin đã phát hiện Bun bắt người của Bong đi, hiểu rõ con gái mình hơn ai hết, ông Jin biết Bun định làm gì với Mai. Để lấy lòng Bong, ông Jin gọi điện cấp báo và được lệnh xông vào giải cứu Mai trước khi quá muộn. Mai bỏ chạy được một đoạn thì sợ quá ngồi thụp xuống khóc nức lên. Lúc sau Bong trong vai anh hùng giải cứu mỹ nhân đến đưa Mai ra khỏi nơi tăm tối nguy hiểm này. Về đến nhà, lấy lại được bình tĩnh, Mai nghiêm túc yêu cầu Bong tránh càng xa mình ra càng tốt vì cô không muốn dính dáng đến chuyện của anh. Bong lại lần nữa vận dụng hết công suất của cái mồm dẻo để tỏ tình Mai. Nghe mấy lời này đến tôi còn cảm thấy rung động chứ đừng nói gì cô gái thanh thuần như Mai. Thế mà Mai lại không rung động mới hay chứ, có lẽ vì trải qua một đống rắc rối khổ sở nên trái tim băng giá chăng. Tiếp theo đây trái tim Mai còn phải băng giá dài dài. Vừa mới mở cửa ra thì Pha đã đứng ngay trước mặt, nhìn thấy người mình thích bước ra từ nhà riêng của tình địch. Quả này Mai có 10 cái miệng cũng không thể giải thích nổi. Pha thất vọng vô cùng, rơi nước mắt chúc Mai hạnh phúc rồi quay người bỏ đi. Tin cũng có mặt chứng kiến tất cả, cô tặng cho Mai một cú tát trời giáng vì tội làm tổn thương thằng em trai tốt của mình. Bong hả hê vì những gì đang diễn ra đều đúng với kế hoạch của anh ta. Bong cũng không quên bồi thêm mấy câu khuyên Mai nên tránh xa Pha, không nên ở gần những người có thể dễ dàng quay lưng với mình. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, vừa vào đến nhà, Mai lại ăn thêm một cú tát nữa của bà ngoại liên hoàn tát thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ. Hóa ra, Kết đã đến tận nhà nói chuyện với phụ huynh, cô ta đặt điều rằng Mai quyến rũ hết người này đến người khác ở công ty, thậm chí còn leo lên làm vợ bé của sếp tổng. Bà và mẹ Mai đều là những người truyền thống đương nhiên không đời nào chấp nhận tin tức này. Mai càng đau khổ, cả thế giới có thể xiềng xói quay lưng về phía cô nhưng bà và mẹ thì không được. Cả cuộc đời cũng chỉ có hai người lấy làm điểm tựa mà sống, bây giờ coi như mất hết. Ngay cả đến mẹ cũng giáng xuống mặt Mai thêm hai cái tát nữa. Bà rất thất vọng vì sự giáo dưỡng bao lâu nay mà con lại biến thành người lừng lơ thấp hèn như vậy. Cả mẹ và bà nội đều nói sẽ từ mặt và đuổi thẳng cô Mai ra khỏi nhà, đừng bao giờ quay về đây nhận làm con làm cháu nữa. Có gì đau đớn hơn khi bị chính người thân của mình ghẻ lạnh. Về phía Bong, anh gọi điện mắng Kết là thứ hèn hạ dùng thủ đoạn sai khiến Bun làm chuyện xấu với Mai. Kết không nhún nhường nữa, cô ta khẳng định từ giờ trở đi, tất cả những người phụ nữ đến gần Bong, đương nhiên bao gồm cả Bong đều sẽ sống không bằng chết. Bun không phải là đối tượng đáng phải lưu tâm cho nên sau việc này, Bong quyết định đá cô cho khuất mắt. Vừa mới xử lý xong thì nhận được điện thoại của Lễ Tân thông báo có cô Mai muốn tìm gặp. Hóa ra sau khi bị cả thế giới ức hiếp, Mai lết tấm thân rũ rượu đi ngoài đường. Nhớ về tất cả những gì mình đã phải hứng chịu, cô quyết định trả thù đời. Đến gặp Bong và nói đồng ý trở thành người của anh, đổi lại anh sẽ cho cô địa vị, quyền lực để trả thù cũng như không ai có thể đụng đến mình. Mai nhận ra chính nghĩa không bảo vệ được cô, chỉ có Bong làm được điều đó. Thế là cô quyết định mặc kệ sự đời, bổ nhào vào lòng Bong âu yếm. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy cả dàn phục vụ từ bữa ăn giấc ngủ đến trang điểm làm tóc Mai như biến thành một con người khác đầy quý phái mà sang trọng. Trong khi đó, Pha còn đang mải dần vật đau khổ vì thất tình,
anh đến quán rượu uống kha khá, trên đường về lại gặp một người đàn ông ngã dưới sàn. Lúc đến xem thì lại bị hai tên đó đánh lén từ phía sau đến mức phải nhập viện cấp cứu. Bà Linh và Thi nghe tin vội vàng chạy đến xem tình hình. Lúc này bà Linh nhận được điện thoại của phu nhân kèm lời cảnh cáo nên biết điều nếu không con trai bà sẽ không chỉ dừng lại ở bị thương nhập viện đâu. Tin đến bệnh viện thăm Pha mà lại bắt gặp chương trình đang phát sóng đang chọc ngoái cuộc hôn nhân của mình. Mà kẻ này vừa hay lại bị Tin bắt gặp được, Tin thẹn quá muốn bỏ đi nhưng lại bị Tin gọi với lại. Tin khuyên cô nên tập làm quen và bỏ ngoài tai những lời của dư luận đàm tiếu để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Tin cũng muốn buông nhưng sao khó quá, vì ở xã hội này, đàn ông mà nhất là đàn ông có địa vị thì bao giờ cũng được dung túng hơn. Tin lại nghĩ khác, đối với anh, quyền cá nhân không phân biệt vị trí và giới tính, chỉ cần hiểu mình và biết đấu tranh thì không có chuyện gì khó. Tin nghe xong cũng thấy có lý. Lúc cô quay lại phòng bệnh của Pha đã thấy Mai định đi vào câu ngăn cản, còn chưa nói xong Mai đã thẳng thừng xông vào. Đối diện với bà Linh và Pha, Mai quả thực bối rối. Pha không muốn gặp mặt cô và cũng thông báo từ giờ hai người không có liên quan. Vụ án và cả chứng chỉ luật sư đều giao cho người của Bong phụ trách. Mai đau lòng vì sự tuyệt tình của Pha, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Nhận điện thoại của Bong rồi trở về, tất cả những người từng gây tội với Mai đều bị Bong mang đến ép quỳ gối xin lỗi. Buông cứng đầu không chịu xin lỗi nhưng cuối cùng bị Bong dọa cho sự xanh mặt vẫn phải nín nhìn cúi đầu xin tha lỗi. Người tiếp theo lên sàn là Kết, một người phụ nữ mưu mô như Kết chưa bao giờ là đối tượng dễ bị bắt nạt. Cô ta chối bay chối biến không chịu thừa nhận những gì mình làm cho nên bị Mai tát cho một cú lật mặt ngay trước mặt mọi người. Đến lúc định đánh trả thì Kết lại bị Bong ngăn lại. Kết chẳng sợ trời sợ đất nhất quyết không xin lỗi, Bong muốn giết hay dọa gì thì tùy. Bong không giết người nhưng anh có cách khiến Kết sống không bằng chết, đó là cái clip ghi lại cảnh hoan lạc trong tay mình. Bị dồn đến chân tường, Kết cắn răng quỳ xuống chắp tay nặn ra câu xin lỗi. Mai không chịu, cô yêu cầu Kết thừa nhận những gì đã gây ra cho mình. Có được bản ghi âm lời thú tội của đối phương, Mai thề sẽ không dừng lại cho đến khi tống tất cả những kẻ ác vào tù. Kết nổi điên muốn xông lên cào cấu liền bị người của Bong lôi ra ngoài. Xong chuyện, Mai cũng nói chuyện riêng với Bong cho rõ ràng. Cô không cần anh phải chu cấp như bà Hoàng hay là rủng rỉnh làm vợ bé của ai hết. Sự việc xảy ra đêm qua cứ coi như một cuộc giao dịch công bằng, đôi bên cùng có lợi. Bong ngỡ ngàng ngơ ngác đã ngủ được với người đẹp mà lại chưa có được trái tim người đẹp, cô gái như Mai càng phản kháng mạnh mẽ càng kích thích anh ta. Bên này, ông con cũng biết chuyện phu nhân làm với mẹ con Pha nên gọi điện trách móc. Có thể bà ta sẽ không đồng ý ly hôn nhưng ông còn khẳng định hai người có thể kẹt mặt nhau đến chết cũng không cần tới viếng cũng được. Về phía Tin, sau khi được Tin ủng hộ và động viên, cô quyết định sẽ live stream để giải bày hết tất cả sự thật đằng sau cuộc hôn nhân ngán ngẩm của mình. Kết cũng không nín nhịn nữa, cuối cùng cũng sáng mắt ra, cầm khẩu súng ngắm chuẩn vào những chỗ chí mạng nhất trên ảnh Bong mà bắn. Tên Phi được cảnh sát thả ra trong quá trình thụ án, anh ta bị ném chứng khắp nơi. Đêm tức giận chút lên người Mai, anh ta thề sẽ không bao giờ để Mai có thể lấy được chứng chỉ luật sư dù cho cô có thành tích xuất sắc thế nào đi chăng nữa. Không có chứng chỉ thì không hành nghề được, việc ở công ty thì cũng đã bỏ dở, mẹ và bà nội cũng không cho cô quay về nữa. Cuộc sống của Mai rơi vào bế tắc và theo một lẽ thường tình Mai sẽ đến tìm người đàn ông có khả năng cao nhất để giúp đỡ mình. Bong nghe xong vấn đề của Mai, đương nhiên anh đồng ý giúp đỡ nhiệt tình, chỉ có điều anh yêu cầu một cơ hội mới với Mai. Không còn sự lựa chọn nào khác, Mai chỉ biết cầu trời cho cuộc đời mình không kết thúc như những người phụ nữ từng bước qua đời Bong. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà lọt ra một tin tức khiến người ta phải ngỡ ngàng, Kết gặp tai nạn kinh hoàng trên đường. Vì cuộc va chạm quá nghiêm trọng nên cô đã không thể qua khỏi. Tin tức này quả thực trở thành đề tài nóng được bàn tán khắp nơi, Mai cũng có ghé thăm và chấp nhận tha thứ cho người đã khuất. Na Dong đến tận văn phòng tìm Bong để đánh cho anh một trận trả thù cho Kết nhưng chó cậy gần nhà, về sau vẫn bị người của Bong lôi đi. Mai quay lại thấy Bong bị thương liền đau lòng hỏi han, Bong ra vẻ có lỗi và ân hận vì những gì đã làm khiến Kết phải thành ra thế này. Mai rất nhanh bị vẻ thảo mai của Bong làm cho mềm lòng. Cô cầm tay anh và giải thích mọi chuyện không phải là lỗi của ai hết. Thế này là chính thức trở thành người của Bong. Mai về nhà thu dọn đồ đạc tạm biệt mẹ và bà rồi chuyển đến chỗ Bong. Về phía Tin, trước khi Kết mất có gửi cho Tin một tin nhắn với nội dung sẽ hợp tác để lật đổ Bong. Nhưng không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tin đem chuyện đến kể với Pha và xin lời khuyên mà lại bị bà Linh lôi ra một góc cảnh cáo. Người mẹ nào cũng lo lắng con trai mình dính dáng đến những chuyện không hay, nhất là Pha vừa bị người của phu nhân làm hại. Tin hiểu và hứa sẽ tiết chế để không ảnh hưởng hay làm phiền tới Pha nữa. Cuộc hội thoại này lại lần nữa bị Tin bắt gặp được, anh đi theo Tin đúng lúc cô bị ngã chật chân, thế là cơ hội của người hùng đã đến. Tin giúp Tin nắm lại cổ chân, đưa cô ngồi xe đẩy và còn thủ thỉ mong được người đẹp tin tưởng tâm sự những chuyện trong lòng. Tin có đến tìm Na Dong để hỏi về chuyện đằng sau tin nhắn của Kết nhưng Na Dong lại nói không biết gì. Tuy nhiên, Na Dong sau lần bị Bong tống cổ ra khỏi công ty liền sinh thù hận. Anh ta muốn trao đổi với Tin, tôi giúp cô lật đổ chồng cũ còn cô phải giúp tôi thuyết phục Pha lên cùng một thuyền để dìm Bong xuống. Pha đã được xuất viện về nhà. Ở nhà ông con đã sẵn sàng chào đón cậu con trai út. Hai cha con ôm chặt lấy nhau và cùng nói lời xin lỗi. Đây là bữa cơm ấm áp mà giản đơn nhất mà cả ba người cùng nhận được sau khi trải qua chuỗi ngày khổ sở. Ông con và Pha đã hóa giải được những khúc mắc trong lòng. Bà Linh nghe được mà vui chảy nước mắt. Nhưng niềm vui bao giờ cũng ngắn ngủi. Đến đúng tối hôm đó, ông con Linh cơ đau tim rồi mất. Nghe tin phu nhân không những không đau buồn mà còn hả hê vì cuối cùng cũng khử được những người đàn ông phản bội. Về phía bà Linh, bà một mực đòi Pha đưa mình đến đám tang của ông con.
Lúc đến nơi còn chưa vào đến chỗ viếng đã bị ba mẹ con bong chặn đường gây khó dễ. Bà phu nhân được nước làm quá, ra sức đuổi của hai mẹ con bà Lin trở về, thậm chí còn tát bà Lin ngay trước mặt mọi người. Bong cũng nóng này cũng túng cổ áo pha đe dọa, nhưng may mà Thin cản lại kịp. Bà Lin thực lòng chỉ muốn vái ông con một lạy rồi đi, bà chấp nhận quỳ xuống chấp tay xin dò phu nhân. Nhưng phu nhân vẫn giữ nguyên quan điểm, quá quát lấy cả chai nước đổ lên đầu vợ bé của chồng đuổi về. Bà Lin và pha cũng không đứng đó để bị nguyền rủa nữa, bọn họ trở về nhưng thái độ của bà Lin đã thay đổi hoàn toàn. Bong thông báo mọi tài sản của ông con sau khi mất đều thuộc quyền thừa kế của hai mẹ con bà Lin. Còn ba mẹ con anh không hề được để lại một chút tài sản nào, ngay cả căn nhà đang ở. Phu nhân tức điên đầu cầm di ảnh người chồng đã chung sống với mình hơn 30 năm ném xuống đất. Về phía bà Lin, bộ mặt thật của bà cũng dần được hé lộ. Sau khi từ đám tang trở về, mọi tin tức trên mặt báo đều viết về bà. Bà Lin nở nụ cười khó hiểu, nói lời vĩnh biệt với ông con rồi thẳng tay vứt ảnh chân dung của công vào thùng rác rồi đổ rượu lên. Còn chưa thể chấp nhận sự thật điên rồ rằng không được hưởng chút tài sản nào thì phu nhân đã phải mỏi mồm nói cho thằng con trai sáng mắt ra. Không biết bà đã tạo nghiệp gì mà vừa có một ông chồng tồi, vừa có một thằng con chỉ biết cắm đầu vào gáy gú vô bổ. Bong đau đầu vì mẹ cứ mắng rồi chửi, bà còn đổ oan cho Mai là người của pha lén vào phá đám Bong, bỏ ngoài tai tất cả những lời phàn nàn của mẹ. Phu nhân không lường trước được rằng người làm trong nhà đều đã đứng về phía bà Lin, nhất cử nhất động đều được báo cáo chi tiết tỉ mỉ. Thin đến nhà tìm pha và bà Lin để thông báo về việc đã đàm phán với Na Dong. Ban đầu pha không đồng tình vì anh biết Na Dong cũng không phải dạng người đáng tin tưởng, nhưng bà Lin thì khác, bà kêu pha phải biết tận dụng cơ hội. Số cổ phần ông con để lại cho anh cũng đủ để lật đổ Bong. Đương nhiên là pha không chịu, nhưng bà Lin lại lôi Mai ra để nói. Chẳng lẽ con trai bà cứ phải thua kém con nhà người ta mãi ư? Pha nhận được điện thoại từ Bong, hai người đàn ông gặp mặt để nói về chuyện thừa kế. Pha vốn dĩ chẳng có ý định lấy tài sản nhưng thấy thái độ khó chịu của Bong, anh đã đổi ý, quyết định không trả lại để khiến anh trai cùng cha khác mẹ phải chịu quả báo. Ra đến bên ngoài lại động mặt với Mai, trông cô gái ngày nào còn chạy theo mình giờ đã thay ra đổi thịt. Pha chua chát cho cuộc đời mình, hai người có xảy ra cãi vã, tình hình hiểu lầm nhau cứ ngày càng chồng chất. Pha gọi Mai là vợ bé hèn mọn, Mai cũng không vừa cãi lại, thế mẹ anh cũng là vợ bé thì sao? Pha càng hạ quyết tâm sẽ chống lại tất cả và chứng minh cho Mai thấy quyết định của cô là sai lầm. Thin thông báo với Na Dong chuyện pha đồng ý hợp tác để chiếm lại tập đoàn. Đổi lại, Na Dong cũng có manh mối về cái chết của Kết. Trước khi xảy ra tai nạn, Kết đã đến khu biệt thự riêng của Bong. Bên này, Mai được phu nhân gọi đến để xem mặt, thấy mồm miệng Mai cũng cứng rắn biết giả mồm y hệt như Kết nên phu nhân không hài lòng. Bà muốn ký sách cho Mai để cô rời khỏi Bong. Thế mà Mai vẫn vui vẻ nhận tiền, còn chuyện Bong có chịu chia tay hay không thì cô không biết. Em và phu nhân tức đến nghiến răng nghiến lợi trước sự trà treo của Mai. Đúng lúc này, bà Lin cũng bước vào. Hóa ra bà Lin tới là để đòi nợ số tiền mà lúc trước phu nhân có mượn để mua lại cổ phần. Giờ phu nhân đã trắng tay, một là bán lại căn nhà là sính lễ này hay là bán lại cổ phần ở công ty, có hai sự lựa chọn, bà Lin tốt bụng gợi ý. Sau đó chạy theo nói với Mai nếu đã lựa chọn người đàn ông như Bong thì mong rằng sau này đừng tìm cớ để dây dưa thêm với con trai bà. Ở một diễn biến khác, Bong tức giận đùng đùng đến đập phá chửi bới inh ỏi ở nhà pha. Pha nhất quyết lần này sẽ vượt mặt Bong để chiếm lại công ty. Nếu không muốn chuyện này xảy ra thì Bong chỉ còn một cách, đó là chia tay và tránh thật xa Mai ra. Bong bị dồn vào thế khó, một là người phụ nữ anh ta dày công theo đuổi để thêm vào bộ sưu tập, một là khối tài sản kếch xù cùng quyền lực ở công ty. Một người đàn ông như Bong, không khó để chúng ta có thể dự đoán kết quả phải không nào. Anh đem chuyện này đi nói với Mai, làm cô đùng đùng tức giận gọi điện mắng chửi pha không ra gì. Người xem thường cô từ đầu đến cuối không phải Bong mà chính là pha. Buổi họp hội đồng quản trị bầu cử ban quản lý mới cũng đã đến. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng đến phút chót pha đột nhiên trở mặt, dùng phiếu quan trọng của mình để bầu cho Bong. Na Dong tức đến nỗi xông vào nhà vệ sinh đấm cho pha một phá xả giận. Ai ngờ lại bị đánh lại cho thảm hại, chính pha cũng không hiểu nổi mình. Anh không muốn tranh giành tài sản với Bong, chỉ muốn tìm mọi cách để Bong tránh xa Mai. Điều này đã sớm nằm trong dự đoán của Mai và Bong. Trên bản tin truyền hình, Thin cố ý nhắm đến Mai dù cho đó là bản tin về việc Phi bị cho ngồi tù. Khi Mai và Bong ngồi xem xong bản tin đó, Bong muốn bù đắp cho Mai bằng một chiếc nhẫn cầu hôn. Chỉ cần ly hôn xong với Thin, anh hứa sẽ cướp em về làm vợ. Mai nghe xong mà không biết nói sao, vì họ chỉ mới quen nhau mà Bong đã quá dễ dãi nói lời yêu. Đã thấy anh còn đang có một chuyện chưa giải quyết xong, đó là Bun và đứa con trong bụng cô ta. Thế là Bong đến club của ông Jin, ban đầu chỉ định tìm mấy em chơi chơi cho vui. Ai ngờ Bun biết tin cứ nằng nặc đòi cắt cổ tay nếu không chịu để cô ta gặp Bong. Đứa con trong bụng Bun sớm đã bị Jin xử lý nhưng cô vẫn có hy vọng ngày nào đó Bong vẫn sẽ yêu thương và bao dung cho mình. Đúng thật là Bong cho Bun một cơ hội, là cơ hội quay về phục vụ riêng cho Mai. Mai nhìn thấy Bun và thái độ thì tức đến nghiến răng nghiến lợi gọi hỏi Bong cho ra nhẽ. Ai dè anh đáp lại, nếu muốn quản thì chấp nhận cưới anh đi, lúc ấy em muốn quản thế nào thì tùy. Mai xách vali định bỏ đi nhưng lại bị Bun đá đều, thế là máu nóng nổi lên, cô lại không đi nữa. Cầm bình hoa đổ thẳng lên đầu rồi thách thức Bun dám động đến mình. Bun biết thân biết phận từ lần trước nên không dám làm gì quá trớn để Bong giận. Tin vì cường độ làm việc và sơ chết từ cấp trên nên phải nhập viện cấp cứu. Lúc tỉnh dậy đã thấy Din ở bên cạnh, Din chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, đến cả sức khỏe tinh thần cũng chu đáo. Pha ủng hộ chuyện tình cảm của Thin và bạn mình, anh còn động viên Thin chấp nhận một chuyến đi nước ngoài giải khuây cùng Din.
Còn chuyện manh mối về kết ở biệt thự của Bong, đích thân Pha sẽ giải quyết hộ Thin. Lúc đến căn biệt thự, xem thử camera, Pha mới biết được toàn bộ chuyện gì đã diễn ra vào đêm mà Mai cùng Bong đến đây. Anh đến tìm Mai, nhìn cô hành xử với Bong một cách hách dịch và thô lỗ. Pha lại buông lời cay đắng, cuối cùng thì vẻ bề ngoài càng sang trọng bao nhiêu thì đổi lại nội tâm lại thối rữa bấy nhiêu. Mai đã đánh mất chính mình từ khi đến với Bong. Pha đưa cho Mai chiếc USB là thứ mà Kết để lại trước khi mất để cô tự quyết định. Sau khi xem xong, Mai mới biết hóa ra lý do cô không nhớ gì hết là vì bị Bong chút thuốc. Anh ta đã có những hành vi đổi bại lên người Mai từ lâu chứ không phải tử tế như những gì hay bày ra. Hôm nay vốn là buổi tiệc chúc mừng ban quản lý mới, ai ngờ Mai không giữ nổi bình tĩnh xong đến tát cho Bong một cái ngay giữa buổi tiệc toàn quan chức cấp cao. Còn chưa đâu vào đâu thì Bong tiếp tục gây rắc rối. Bong nín nhịn đè nén quá lâu nên giờ vùng dậy, trả thù Mai và cả Bong vì tội giày vò cô ta. Mai bị bắn một phát giữa bụng còn Bong bị bắn trượt vào tay trái. Người con gái của mình bị thương máu chảy đầm đìa mà Bong chỉ biết bỏ chạy một mình, để Mai ở lại chơi vơi. Cũng may có Pha đến đưa cô đi cấp cứu kịp thời chứ không mọi chuyện đã đi xa hơn thế. Lúc tỉnh lại thì mắt cũng sáng ra đôi phần, cuối cùng Pha cũng giúp Mai tỉnh ngộ, nhìn ra bộ mặt thật của Bong. Lúc Bong đến tìm đã không thấy người đâu. Hai anh em nhà Bong gặp riêng nhau ở hành lang bệnh viện, lần này Pha đã không còn yếu thế. Anh thẳng thừng đánh cho Bong không trượt phát nào. Pha đưa Mai về nhà mình để tránh cô khỏi Bong. Dù bà Linh có không đồng ý thì anh vẫn nhất quyết bảo vệ người mình yêu. Pha càng tha thứ Mai càng cảm thấy khó xử. Đến lúc bà Ly sờ vào máy tính của Pha, phát hiện đoạn clip đen tối có thể tống Bong vào tù bà Linh cố tình cho phát tán trên mạng xã hội. Khi Pha biết được liền nổi giận mẹ hành xử như thế Mai sẽ là người chịu thiệt hại nhiều nhất về hình ảnh và danh dự. Hai mẹ con bà Linh cãi nhau to tiếng, Mai ở trong phòng đều nghe không thiếu một câu. Thấy Pha vì sợ mình bị thiệt thòi mà ngồi thẫn thờ bên hồ bơi, Mai tiến đến an ủi khiến tâm trạng anh tốt lên. Về phần Bong, anh bị phu nhân tát cho mấy phát vì tội ngu, đã ăn vụng còn không biết chùi mép. Bây giờ cả thế giới đều xem cái clip bệnh hoạn như vậy thì lấy đâu ra mặt mũi đi ra ngoài đường nữa. Thế là hai mẹ con nhà Bong phải dắt nhau đến tận nhà bà Linh để gặp Mai. Bà Linh cố tình gây khó dễ, phu nhân đích thân quỳ gối gặp người van xin đối phương thương tình mà để họ được đàm phán với Mai. Vốn không định tiếp chuyện nhưng Mai vẫn cố nhẫn nhịn tôn trọng mẹ của Pha để ngồi nghe Bong nói. Anh ta muốn cô cùng mình đến buổi họp báo đính chính rằng đôi bên tự nguyện trao đổi chứ không ai trước thuốc ai. Đương nhiên Bong càng nói càng khiến Mai thấy buồn nôn, cô thể sẽ không bao giờ tin loại người vô liêm sỉ như Bong. Thế mà nam chính cũng không phải dạng vừa, nếu muốn đấu sẵn sàng đấu đến cùng, Bong khẳng định sẽ không để những người thân xung quanh Mai được yên nếu cô không chịu nghe lời. Thin biết Bong đang gặp nhiều trục trặc nên càng muốn ly hôn nhanh. Bong nhận ra được ý định đó, anh cố tình gây khó dễ đòi Pha phải trả lại Mai thì anh mới chấp nhận ly hôn. Thin mất bình tĩnh cầm cả cốc nước hất vào mặt Bong nhưng như vậy càng làm anh ta quyết tâm đòi lại Mai. Chưa dừng lại tại đó, Bong còn lái xe tông thẳng vào Din để dằn mặt vợ cũ. Không cần điều tra cũng biết chuyện này là do Bong gây ra, Pha thấy tình hình không ổn nên nói với Mai để xin ý kiến. Ai ngờ cô chấp nhận quay về bên Bong ngay, bởi vì Mai biết chỉ có thế Bong mới chịu để những người khác được yên. Mai thú thực tình cảm của mình dành cho Pha nhưng cô nghĩ đã quá muộn màng, bản thân cô đã không còn xứng đáng với người tốt như anh. Từ khi Mai quay về, Bong giữ lời, đồng ý làm thủ tục ly hôn với Thin. Tại phòng bệnh của Din, anh có thể vui vẻ cầm tay Thin, hứa hẹn một tương lai lâu dài cùng cô chung sống hạnh phúc. Đúng lúc này Êm lại xông vào, Êm không chấp nhận thua cuộc. Rõ ràng cô không thua kém gì Thin, cả hai đều có một đời chồng vậy tại sao Din không chọn Êm mà lại là Thin. Không để anh em nhà này đè đầu cưỡi cổ nữa, Thin tát cho Êm một phát dằn mặt. Pha cũng kịp thời lôi Êm ra ngoài tránh gây xô xát trong phòng bệnh. Trở về đến nhà sau khi bị cờ rút phũ phàng, Êm còn bị mẹ mắng cho xối xả. Phu nhân mắng đứa con gái duy nhất của mình là thứ ăn hại, chỉ biết lẳng lơ đàn đúng không được tích sự gì. Nhà thì bao việc mà tối ngày ăn chơi lêu lồng, phu nhân còn nặng lời nói đẻ ra đứa con như Êm thì thà bóc chết từ trong trứng còn hơn. Nghe xong Êm cảm thấy bị tổn thương vô cùng. Ly hôn thằng chồng khốn nạn, bị những người phụ nữ khác đè đầu cưỡi cổ, bố mất không để lại chút tình cảm nào, giờ đến cả người mình yêu cũng không yêu lại mình. Mẹ thì buông lời cay đắng như vậy, Êm cảm thấy cuộc đời hết ý nghĩa, cầm dao cắt cổ tay cứa cổ tự vẫn. Sau khi thấy con gái bị tổn thương đến cùng quẫn, phu nhân đã nhận ra sai lầm, bà rơi nước mắt xin Êm tha thứ cho người mẹ vô tâm như mình. Về phía Bong, mặc dù biết em gái cấp cứu vì tự vẫn nhưng chuyện đó vẫn không quan trọng bằng việc lấy lại quyền lực và danh dự. Anh dục Mai cùng mình khẩn trương đến buổi họp báo để thanh minh. Mai cũng rất phối hợp cho đến khi đích thân Bong xông vào nói lên sự thật, rằng cô có thai với Bong và bị anh ép đi phá, không những thế còn cố tình đưa Bong đến ở cùng đám buôn người. Bong định chối mà không được vì Thin cũng có mặt để lên tiếng. Một tiểu tam một chính thất vẫn chưa đủ, nhân tình chính thức lên tiếng. Mai đứng dậy chê cười Bong đã quá tin người, làm gì có chuyện cô sẽ giúp anh lấy lại nhân phẩm cơ chứ. Mai đi về phía các nạn nhân, tố cáo Bong là người chúc thúc và cưỡng ép mình. Điều họ nói đều có căn cứ vì trong tay Pha đang giữ lọ thuốc mê đêm hôm đó Bong sử dụng với Mai. Tất cả nhân chứng vật chứng đều quay lưng lại với Bong, cánh báo chí cũng rầm rộ bàn tán. Bong mất bình tĩnh gào thét loạn xạ đến mức vệ sĩ phải áp chế vào một góc riêng. Ba cô gái là nạn nhân của Bong hiện đang cầm tay nhau áy náy day dứt xin thứ lỗi. Đến giờ họ mới nhận ra mình đều là nạn nhân của người đàn ông khốn nạn, cùng ở hoàn cảnh của nhau tại sao không thấu hiểu lại đi đấu đá nhau tổn thương nhau như vậy. Hiểu lầm được hóa giải,
từ nay ba người sẽ là bạn bè tốt, cùng nhau thay đổi cuộc sống. Ba cô gái mang hoa trắng đến tạ lỗi và tưởng nhớ Kate, bày tỏ sự thương tiếc vì Kate không có được may mắn để cơ hội làm lại cuộc đời. Phía nội bộ gia đình, hai bà lớn xông vào đấm đá giằng cấu nhau mà em và Pha không buồn can ngăn nữa. Cấu xé nhau chán rồi thì buông nhau ra, Pha và em yêu cầu hai mẹ xin lỗi nhau trước khi vào chuyện giải quyết công ty. Tình hình hiện tại, Bong chắc chắn không giữ được chiếc ghế giám đốc nữa. Người thay thế vị trí chủ quản Pha đề xuất là phu nhân trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Pha cho rằng phu nhân chính là người cùng bố gây dựng lên đế chế ngày hôm nay, trải qua biết bao gian khó nhọc nhằn. Đây là thứ phu nhân xứng đáng nhận được hơn ai hết. Bà Ly không đồng ý bỏ đi giữa chừng. Pha đuổi theo, anh thực sự không muốn trái lời mẹ nhưng những cuộc canh đua nhất nhì sẽ không bao giờ chấm dứt nếu họ không chịu hiểu cho nhau. Phu nhân đứng một góc nghe xong cũng nhận ra nhiều điều. Bà chấp nhận sẽ điều hành công ty và sa thải Bong với một điều kiện. Đó là bà Lin phải đồng ý trở thành đồng giám đốc. Hai người mẹ đã chịu buông bỏ để vì tương lai, cuộc sống của các con và cuộc sống của chính mình. Hôn lễ của Thin và Din được diễn ra long trọng trước sự chúc phúc của tất cả mọi người trừ một người. Bong xe bí tỉ đến để gây sự làm náo loạn cả buổi lễ. Sau khi bị Pha lôi ra ngoài thì càng cay cú hơn. Thế là quyết định trả thù những người đã khiến mình khốn đốn. Mai chính là người đầu tiên bị tính sổ. Mai vốn định về sớm để chuẩn bị cho buổi thi ngày mai, ai ngờ vừa lên xe đã bị Bong dùng súng khống chế. Pha không liên lạc được nên lo lắng chạy đi tìm, phát hiện Mai bị Bong bắt cóc, anh liền gọi điện báo cảnh sát. Rất nhanh sau đó tìm được vị trí của cả hai. Chỉ có điều Pha cùng cảnh sát đến hơi muộn, Mai bị Bong cưỡng ép đến hoảng sợ cầm súng dọa lại Bong. Đến nước này chỉ càng làm máu chó của đối phương nổi lên, Bong cầm tảng đá định tấn công Mai. Nhưng cô vẫn chiếm ưu thế trước, bắn một phát súng vào cổ quý của Bong, thêm phát nữa vào bụng. Bong được cấp cứu qua cơn nguy kịch nhưng di chứng để lại là bị liệt nửa người. 3 năm sau, tòa án cũng phán xét xong tội của Bong. Anh nhận án tù nhưng phu nhân xin Mai thương xót, dù sao Bong cũng nhận hình phạt thích đáng là liệt cả đời. Mai chấp nhận buông bỏ quá khứ và không truy cứu Bong. Pha đồng tình với cô và anh cũng kiên trì xin Mai một cơ hội mở cửa trái tim dù biết cô còn nhiều mặc cảm. Trải qua nhiều chuyện, dù trái tim khô cằn nhưng Mai vẫn bị làm cho rung động vì sự kiên trì cùng chân thành của người đàn ông trước mặt. Cô đồng ý gửi gắm tấm thân nhiều tổn thương của mình cho Pha, quyết định cùng anh mở một chương mới cuộc đời. Bộ phim Rừng Hoa Rực Lửa đến đây là kết thúc. Có người đã từng nói phụ nữ như đóa hoa, khi bị cắt khỏi cây rồi sẽ không thể đâm chồi nảy lộc, nhưng chuyện đó không đúng chút nào. Chúng ta đều có thể lựa chọn rằng mình là đóa hoa hay sẽ là một cái cây, phải không nào? Các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình trong những sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhau ở những video sau.